Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Gái Nhà Nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ cho Thú Quỳnh và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cậu từng hứa sẽ không yêu ai khác ngoài cô, nhưng liệu cậu giữ được lời hứa ấy hay không? Hay khi gặp cô gái, bà Huệ mai mối, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ? Vì thật lòng không biết, Câu trả lời của cậu là như thế nào nếu cậu biết việc này? Chuyện cậu đưa Nguyệt về phủ cậu nói lý do riêng nên mới làm như thế. Cô tin cậu chứ? Như bà Huệ thì chẳng thèm nghe cô giải thích lấy một câu. Bà cứ đinh ninh rằng cô không làm được việc bà giao nên gấp gáp tìm vợ mới cho cậu. Vốn dĩ xuất thân của cô đã chẳng cao quý, nay lại bị mẹ chồng ghét có lẽ cuộc sống ngày mai sẽ không khấm khá hơn và cô cũng chẳng rõ cậu có bên cạnh để bảo vệ cô hay không vì cứ lưỡng tượng bước đi tâm trí đâu mà nhìn ngó xung quanh để rồi phải đột ngột dừng lại khi có người chắn đường còn chưa kịp nhìn xem đó là ai một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai chắc hẳn là cô buồn lắm nhỉ khi biết mẹ chồng sắp cưới thêm vợ cho chồng mình mới sáng sớm đã nghe được tin buồn thật là chẳng còn tâm trạng gì nữa thu gọn trong tầm mắt vi đó chính là dáng vẻ đầy chế nhạo của nguyệt khi đối diện với cô cô ta dùng những lời lẽ thâm độc đai nghiến để kích bác và chà sát vào nỗi đau cô đang phải chịu đựng sự bất hạnh của cô chính là niềm vui của cô ta vì không để nguyệt đắc ý mặc dù trong lòng buồn bề những suy nghĩ nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh cô thản nhiên nói chuyện cưới thêm vợ là chuyện của mẹ cậu chấp nhận hay không lại là chuyện khác thiết nghĩ việc của gia đình tôi cô không nên xen vào thì hơn đừng có lo chuyện bao động tôi cũng đâu có muốn xen vào làm gì chứ nhưng biết đâu vợ mới của cậu lại là tôi thì sao khỏe mùi vì khẽ cong lên để lộ nụ cười đầy khinh thường là do nguyệt quá tự tin vào bản thân hay cô ta đang ảo tưởng nên mới dám nói ra những lời như thế bà huệ rất ghét những ả đào ả điếm xuất thân từ những gánh hát hay quán nước Thậm chí bà ta còn tỏ thái độ ra mặt, chứ không giấu giếm gì với những người ngoại. Một ả đào bước ra từ gánh hát như Nguyệt, dám mơ mộng đến việc bước chân vào phủ phú hộ để làm dâu sao. Đúng là quá viễn vông. Nói bà Huệ tìm vợ khác cho cậu thì cô tin, nhưng chắc chắn bà Huệ sẽ không để cậu lấy một ả đào. Vì bật cười thành tiếng, hắn giọng nói Cô Nguyệt, cô rất biết đùa đấy, nhưng bà đừng mơ mộng hảo huyền nhé không thành sự thật được đâu. Dường như hiểu được ý mà Vy đang muốn nhắc tới, Ngụy không tức giận, lại còn rất thản nhiên đáp. Chuyện có thành hay không, đều do cậu quyết định. Mà tôi, tôi không đứng đây đôi co với cô, tôi có hẹn với cậu. Xin phép mở tôi đi. Chữ mở ấy, Nguyệt nhấn mạnh càng khiến cho Vi thèm tức tối. Lặng lẽ nhìn Nguyệt quay lưng bước đi, vì chỉ thở dài mà chẳng thể làm gì khác hơn Cô ta nói bận biểu vì phải đi chơi với cậu Nhưng trong lời cô ta nói có mấy phần là thật Sáng nay cậu nói phải ra ngoài làm việc Cô vẫn luôn tin vào những điều ấy Còn Nguyệt Có lẽ cô ta đang muốn chọc tức cô Nên mới bịa đặt chuyện Vì chẳng muốn suy nghĩ đến những thứ khiến cô đau độ Từ sáng tới giờ Xảy ra quá nhiều chuyện Cô không còn sức lực để trầm tư tiếp nữa Bây giờ cô cần nghỉ ngơi để cho lại sức rồi đến trưa mới mang cơm đến cho cậu. Bước đi thêm một đoạn ngoài hành lang, vì bác gặp Mận đang đi tới ở phía đối diện. Cô nén tiếng thở dài thầm suy nghĩ, chắc bản thân sẽ phải đấu khẩu với cô ta thêm vài câu nữa. Thế nhưng những gì cô nhận lại là một ánh mắt sắc lạnh từ Mận và cái lướt qua đầy vô tình của cô ta. Khác hẳn với thường ngày, Mận chuyên tìm cách bới mốc rồi vặn vẹo cô đủ thứ vậy mà hôm nay khi chạm mặt nhau mận lại coi cô như người vô hình để lướt qua xem cô giống như không khí điều gì đã khiến cho mận thay đổi nhanh như thế hay là cô ta đang có âm mưu mọi thứ trong phụ diễn ra quá kỳ lạ cô không tài nào có thể thích ứng nổi mận đi xa dần về phía cuối hành lang vì không suy nghĩ thêm mà tiếp tục trở về phòng riêng mận không gây chuyện cô cũng chẳng có lý do để gây hấn với cô ta trở về phòng riêng vi ngã lưng xuống chiếc giường nghe máy đôi mắt cô nhắm chặt cố gắng bỏ đi những điều không hay trong tâm trí vậy mà vẫn không thể làm đổi chúng cứ quẩn quanh bám lấy cô không ngừng khiến cô không thể nào để tâm vi xoay người liên tục mắt nhắm chặt cố cường ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ để khỏi suy tư nhưng đến cuối cùng cách làm ấy chẳng hiệu quả là bao cô lại vẫn cứ thẫn thờ như người mất hồn vẫn vơ suy tư những điều không đâu suốt cả một buổi tối giữa trưa vi mang theo hộp cơm tự tay nấu ra chỗ cậu làm dù cậu dặn cô nhờ người hầu đem tới nhưng cô vẫn muốn tự đem hơn nữa mục đích chủ yếu không chỉ đơn thuần là đưa cơm mà vì cô muốn gặp cậu lúc trước cậu luôn là người muốn được gặp cô muốn được gần gũi với cô bây giờ thì ngược lại cô lúc nào cũng muốn được ở gần bên cậu đi theo lời chỉ dẫn của mấy người đi đường, vì nhanh chóng tìm đến chỗ cậu làm việc. Bài người làm đồng kia đã nghỉ ngơi để dùng bữa trưa. Trên đồng vắng người qua lại, dường như không còn nhiều người nữa. Vì đẩy cửa bước vào trong nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô không thấy bóng dáng cậu đâu. Nghĩ rằng cậu chưa giải quyết xong chuyện bên ngoài, nên vì kiên nhẫn chờ đợi. Quảng chừng được một lúc, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, vì vui vẻ đứng dậy chào đón cậu, thì nụ cười trên môi giận biến mất khi người xuất hiện là thằng Bậu. Thấy cô ở đây, thằng Bậu ngạc nhiên hỏi. Mỡ, sao Mỡ tới đây? Tôi đến để đưa cơm cho cậu, cậu đâu rồi? Cậu không nói gì với Mỡ sao? Nói gì là nói gì chứ. Sáng nay cậu chỉ bảo hôm nay có việc, ở đây thôi, nên tôi mới mang cơm tới. Thằng Bậu à lên một tiếng, như hiểu ra chuyện, nó cười đáp. Tôi mở về phủ trước đi, hôm nay cậu có việc bận rồi. Việc bận? Cậu đi đâu à? Dạ, cậu lên trên huyện, cậu đi mua cây giống, với bàn chuyện làm ăn, mở không cần phải lo. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của thằng bậu vì nhiều mắt đầy nghi hoặc. Nếu thực sự cậu lên huyện để bàn chuyện làm ăn, sao thằng bậu lại ăn nói ngập ngừng, lấp lửng như thế? linh cảm có chuyện chẳng hay vì chậm rãi tiến đến chỗ nó hắn giọng hỏi cậu linh huyện cùng với nguyệt đúng không dạ chuyện này chuyện này con không biết thằng bộ ngập ngừng như thế vì cũng có thể hiểu ra cô mỉm cười gật đầu mấy cái rồi nói tôi hiểu rồi khi nào cậu về đừng nói là tôi đã đến đây tìm cậu nhé dạ con biết rồi thưa mợ vì quay người cầm hộp cơm trên tay Lưỡng thưởng bước ra khỏi nhà với tâm trạng đầy thất vọng Đáng lẽ cô không nên đến đây mới phải Để rồi nhận về những điều không nên nghe Vì lưỡng thưởng bước đi trên con đường làng Sau khi biết tin của cậu Cô tự trấn an bản thân Rất có thể cậu đi cùng Nguyệt vì một lý do nào đó Cậu nhất định sẽ không vì một người phụ nữ khác mà vãn bội cô Dù sao cậu cũng đã hứa với cô rất nhiều Cô nên có niềm tin ở cậu mới phải Đi trên đường làng được một đoạn Vì liền phát hiện ra bóng dáng quen thuộc Cách chỗ cô không xa Nheo mắt nhìn kỹ hơn Vì nhận ra người mà cô cảm thấy quen thuộc là Mận Cô ta đang rẽ sang một con ngõ nhỏ Ngay bên cạnh đường lớn Vì nhíu mày đầy nghi hoặc Tự hỏi giờ này Mận ra ngoài để làm gì Thường ngày cô ta phải ở trong phủ để dọn dẹp cơm nước Mãi tới tận chiều tối mới xong Cô cũng ít khi thấy Mận ra ngoài vào ban trưa nếu có đi Thì cô ta hay đi vào buổi tối Hoặc là những hôm được nghỉ Nhớ lại thái độ kỳ lạ của Mận sáng nay Trong lòng Vi không khỏi nghi hoặc Phải chăng Mận lại đang âm mưu chuyện xấu gì khác Nỗi tò mò rủi dậy Khiến Vi không thể đứng yên Cô ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu Rồi quyết định đi theo sau Mận Cô rẽ vào con ngõ nhỏ Cách chỗ đứng không xa Ánh mắt liên tục hướng về phía Mận Không rời nửa bước Cô sợ nếu bản thân lơ lạ Sẽ để mất dấu Đi được một lúc Vì thấy Mận đứng lại trước một căn nhà tranh lạnh lẽo Sập xệ Căn nhà này so với những ngôi nhà xung quanh Quả thực rất khác Ở trong đây nhà nào cũng được xây bằng gạch Thì lại lọt thỏm Một ngôi nhà tồi tàn lợp mái tranh Vì nếp mình sau gốc quất Đợi đến khi Mận bước vào trong nhà Thì mới tìm cách tiếp cận ngôi nhà để nghe Đứng bên ngoài cửa vì đưa mắt cố nhìn vào Thông qua những khe hở nhỏ Cô thấy Mận đang đứng ở trong nhà Cùng với một người phụ nữ Thoáng nhìn qua Vì có thể đoán được người phụ nữ ấy Đã ngoài 40 Trong bà ta không quá lớn tuổi Nhưng sắc mặt và dáng dấp Quả thật khác xa Mái tóc dài được búi gọn sau gáy Đã điểm xuyết vài vệt trắng phớ Gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn Cơ thể gầy gò, ốm yếu trong bà ta giống như một người bệnh ốm triền miên, không có chút sức sống. Bỗng bên tai Vi, truyền đến tiếng nói của Mận, cô kinh ngạc khi nghe cô ta gọi người phụ nữ kia một tiếng mẹ. Liệu người phụ nữ ấy có phải là người hầu năm xưa, khi bị ông bá làm nhục, bà ta chính là mẹ của Mận sao? Vì bằng quăng một hồi lâu, rồi nhớ lại những lời cậu từng nói về Mận. Cậu kể cô ta là con riêng của ông bá và một người hầu trong phụ trước kia khi nãy nghe mận gọi bà ta bằng mẹ thì chắc chắn sẽ không thể nào sai có lẽ hôm nay cô ta đến đây để thăm mẹ mình từ lúc vào phụ tới giờ vi thường không hay nghe mận kể hay nói với ai về mẹ thậm chí cô còn thấy cô ta ở trong phủ nhiều hơn cả cô bây giờ tận mắt nhìn thấy mẹ của mận nơi mà cô ta ở trong lòng vi dấy lên sự thương cảm số phận của bà ta thực sự bạc bẽo. Lúc bác gặp mận lén lút đi vào con ngõ vì cứ nghĩ cô ta lại làm trò gì đó xấu xa. Còn bây giờ khi biết mận đơn thuần đến thăm mẹ vì cảm thấy bản thân mình không nên tiếp tục ở đây. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình người ta. Cô không nên chen vào. Nhưng lúc không có ai để ý vì liền nhanh chóng rời đi. Căn nhà tranh sập xệ tồi tạng. Mận cẩn thận bưng chén thuốc vừa mới sắc lên cho bà sương ngồi xuống kế giường. Mận Châu mày khó chịu. Mẹ mau ngồi dậy uống thuốc đi. Con đỡ mẹ dậy với, mẹ không ngồi nổi. Đúng là phiền phức, có mỗi việc ngồi cũng không xong. Mận lèm bẹm mấy câu trong miệng rồi hầm hực đỡ bà sương đứng lên. Thay vì đút cho bà từng muỗng canh thuốc, thì Mận lại đặt nó xuống giường, ý chỉ để bà sương tự mình làm lấy hiểu ý con gái bà sương cũng chẳng phàn nàn hay trách móc ngược lại còn chủ động uống thuốc bà thương con gái bà vất vả mấy năm qua phải chăm lo cho mẹ bệnh rồi kiếm tiền nuôi bà nên bà đâu có tức giận gì với thái độ của mận mận không rời khỏi chỗ đó nửa bước đợi đến khi bà sương uống cạn bát thuốc mới thôi mận đã chán ngấy với cái cảnh suốt ngày phải chăm lo cho một người mẹ yếu ớt bệnh tật triền miên Vậy nên cô ta mới tỏ ra thái độ mệt mỏi, chán ghét. Thế nhưng, dù có phủ nhận hay tức giận, thì bà Sương vẫn là mẹ của cô ta. Uống thuốc cạn, bà Sương nhanh chóng đặt lên bàn rồi bảo. Còn cứ để đây, lát mẹ dọn cho. Con không cần phải bận tay đâu. Nghe bà Sương nói như thế, Mận cũng đỡ phiền não hơn. Thở hát ra một tiếng, Mận nặng nề nói. Cơm con để dưới bếp, mẹ có đói thì xuống mà lấy ăn bây giờ con phải về phủ để làm việc tiếp mận định đứng dậy rời đi thì bị bà sương giữ chân con về phủ làm việc đừng làm những chuyện không tốt với cậu trí cậu ấy đối xử với nhà mình rất tốt con không được lấy oán báo ơn mận chép miệng một cái tỏ vẻ bực dọc mẹ không cần phải nhắc con chuyện này con nhất định sẽ đối tốt với cậu ấy đối tốt hơn cả tình cảm anh em Mẹ vừa lòng chưa? Mẹ chỉ nhắc nhở con như thế thôi. Để bà Huệ phát hiện ra thì con không sống yên với bà đâu. Mẹ nói nhiều quá. Mẹ nghỉ ngơi đi. Con đi đây. Không đợi bà Sương nói thêm một câu Mận đã vội quay lưng bước đi. Bà Sương ngồi lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con gái quốc dần sau cánh cửa. Chẳng biết từ bao giờ hai mẹ con họ lại không nói chuyện với nhau có lẽ là do nhiều năm qua bà bệnh tật triền miên trở thành gánh nặng cho mận nên cô mới chán ghét như thế bản thân bà cũng đâu muốn phiền hà tới ai ở cái tuổi này đâu chứ nhưng sức khỏe vốn đã không tốt gia cảnh lại nghèo khó nên không còn cách nào khác đành phải dựa vào mận lúc trước vì quá túng thiếu nên mận mới xin vào làm người hầu cho phú hộ bà sơn đã hết lời khuyên can nhưng cuối cùng vẫn là vì một chữ tiền mà để cô phải vào đấy làm. Lần nào Mận về nhà thăm bệnh, bà Sương đều nhắc nhở Mận phải giữ bí mật, đồng thời cũng nhắc cô phải đối tốt với cậu Trí. Bởi kể từ khi cậu ấy biết được sự thật về Mận và bà, cậu không những không nổi giận đuổi họ đi, mà còn âm thầm giúp đỡ bà rất nhiều tiền thuốc men, chữa trị. Vậy nên bà không muốn con mình có những suy nghĩ sai trái. Nhưng, liệu Mận có hiểu được những lời bà dặn hay không? tối muộn vi ngồi trong phòng một mình với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang kể từ buổi trưa khi biết tin cầu trí lên trên huyện cùng với nguyệt lòng cô đã thấp thỏm không yên về đến phủ cô đã cố khiến bản thân thật bận rộn để không suy nghĩ về chuyện đó nhưng tới bây giờ đã là tối muộn cô vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu thậm chí vì lúc này xuất hiện nhiều thứ tiêu cực lắm nhưng cô vẫn kìm nén bản thân tự nói với chính mình rằng cậu chỉ đang đi làm công chuyện quan trọng thôi ngồi trong phòng được một lúc thấy cũng chán vì đứng dậy mở cửa ra ngoài hít thở không khí căn phòng với bốn bức tường vây quanh khiến cô ngột ngạt quá vì đi dạo quanh dãy hành lang cô cứ đi trong vô thức vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật đang hiện hữu trước mắt buổi sáng phủ ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống không gian lại tĩnh mịch bấy nhiêu Người hầu đã tụ tập hết dưới nhà Ở nhà trên Ông bá và bà Huệ lúc nào cũng đóng chặt cửa Kể từ cái ngày phát hiện ra Ông bá nằm bên ngoài hành lang Hiện giờ chỉ còn mỗi cô ở đây Vì lang thang bên ngoài một lúc Chẳng hiểu thế nào lại đi đến chỗ khu vườn nhỏ Trong sân nhà hôm trước Cô cũng không định tới đây đâu Nhưng thế lực vô hình nào đó đã xui khiến cô Đã đến rồi Vốn dị vì muốn nhìn xem mấy khốm hoa hồn trước đã nở chưa Nào ngờ thu gọn trong tầm mắt cô Là người phụ nữ mặc áo đỏ mà thằng tí tưởng nhắc tới Cô ta mặc bộ đồ màu đỏ Giống hệt với bộ đồ phát hiện trong nhà kho hôm trước Mái tóc xỏa xuống dáng người cô ta hơi cúi, Trông giống như đang nhìn chầm chầm vào một thứ gì đó Vì khẽ di chuyển ánh nhìn Thì nhận ra Người phụ nữ ấy đang chăm chú nhìn vào khóm hoa trước mặt Bác gặp cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Vì đứng hình mất mấy giây Tim trong lòng ngực bóng đập liên hồi như muốn đẩy ra ngoài Đôi chân cô mềm nhũng không thể bước nổi Hai vây ruồn ruồn, nhẹ nhẹ Miệng lưỡi cứng đơ không thể mở miệng Cô hoàn toàn bị người phụ nữ trước mặt dọa đến sợ hãi Mất kiểm soát Nắm chặt tay lại vì cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể Người phụ nữ mặc áo đỏ Dưới ánh sáng mập mờ chiếu từ phía sau Vẫn thấy cái bóng của cô ta in hàng dưới sân người này không phải là ma quỷ mà là người đang đóng kịch để lười người khác trong đầu vi liền xuất hiện cái tên của một người mặc dù không dám chắc chắn nhưng cô vẫn thử để xem rốt cuộc ai đang làm trỏi mận là cô đúng không mận bên tai truyền đến tiếng người gọi người phụ nữ kia lập tức đứng thẳng cô ta không quay đầu nhìn vi mà đứng im một chỗ thấy người phụ nữ không phản ứng vì có thêm càng đảm Chậm rãi bước tới Cứ mỗi bước chân cô đều lên tiếng Mận chính là cô đúng không Mận là cô đang dọa người khác có đúng không Tiếng bước chân của Vi ngày một gần hơn Người phụ nữ kia không chần chừ thêm Mà nhanh chóng quay người bước đi Cảm giác như có người chột dạ Nên mới bỏ chạy Vi vội vàng đuổi theo sau Cô vừa đi vừa kêu cô ta Nhưng không hề có lời đáp Đến gần cuối nhà lớn vì vấp phải hòn đá Khiến cả người cô ngã sống sòi về phía trước Đầu gối đập mạnh xuống nền đất Trầy xước một mảng khá lớn Cũng chính vì cú ngã ấy Khiến cô mất dấu người phụ nữ kia Cô nén cơn đào vào trong Vì viện tay xuống đất làm trụ rồi đứng lên Cô miếng chặt môi chậm rãi Đi về hướng cuối Thì thấy người phụ nữ ấy chạy đến Đưa mắt nhìn xung quanh Vì không thấy bóng giá ngài ở phía sau nhà lớn Tất cả chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng Mọi thứ đều chìm trong bóng tối Rồi cô bất chợt Bắt gặp Mận đang đi về phía đối diện Không suy nghĩ gì Vì nhanh chân tiến đến Chắn ngang đường Mận đi Cô không vòng vo nhiều lời Mà trực tiếp hỏi thẳng Mận, khi nãy cô đã đi đâu Tại sao bây giờ cô lại ở đây Bộ quần áo đỏ khi nãy đâu Mận bực bội đáp Nè mợ, có phải mợ ăn phải cái gì rồi Nên thần kinh có vấn đề không thế Từ nãy tới giờ tôi ở dưới bếp với lại làm gì có bộ quần áo đỏ chứ Cô đừng có nói dối Khi nãy tôi mới thấy cô chạy qua đây Là cô dở trò đúng không Bị vu oan Mận không nhìn được Mà lớn tiếng quát Nè Cô đừng có tưởng cô là vợ cậu Nên tôi không dám làm gì nha Đừng có đứng đây Ăn nói những lời vô nghĩa Phiền phức Cô Tránh được Mận đẩy mạnh vi sang một bên Rồi cứ thế đi một mạch về phía trước. Vì thẫn thờ nhìn theo bóng dáng mận mà lòng đầy nghi hoặc Cô tự hỏi liệu người phụ nữ kia có phải mận hay không? Lúc cô gọi tên, người phụ nữ ấy không quay đầu nhưng lại bỏ chạy để cô không bắt được. Cô nghi ngờ là do mận dở trò xấu. Có điều cô vẫn chưa nhìn thấy mặt người phụ nữ kia nên không thể nhận định đó là mận. Những người phụ nữ kỳ lạ kia chạy mất lại còn khiến cho bản thân bị thương. Vì cảm thấy mình thật vô dụng Cô nhấc cái chân đầu Lê từng bước thật chậm rãi về phía phòng riêng Lần này cô lại từ rước họa vào thân Đẩy cửa bước vào Vi tìm trong ngang tủ một lò thuốc nhỏ Giống với lò thuốc mà cô hay mua để bôi trước đó Ngồi xuống giường Vi vén cao chiếc váy đang mặc lên quá đầu gối Xong xuôi Cô mở nắp lò thuốc vừa định bôi vào chân Thì cửa phòng đột ngột mở ra Cô ngẩn đầu lên Nhìn vào Thì bắt gặp cậu đã trở về nhà Khóe môi còn chưa kịp nở một nụ cười Cậu đã sốt sắng đi tới Giành lấy lò thuốc trên tay Sắc mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng hốt Ngữ điệu lúc nói nghe như đàn rất tức Ai cho phép em Động vào lò thuốc này Em Em thấy nó trong tủ nên mới lấy ra bồi thôi Em không biết Nó là của cậu Lần sau đừng tùy tiện lấy thuốc Có biết không Lọ thuốc này không dành cho em Không dành cho em Vậy nó là của Nguyệt đúng không? Cậu Trí ngập ngừng không nói thêm Bởi lẽ những điều cô nói hoàn toàn đúng với sự thật Cậu không thể nào nói dối Trong khi sự thật đã quá rõ Sự im lặng lúc này của cậu Đủ để cô nhận ra một vài điều Thực ra cô cũng không biết Lò thuốc ấy là của ai Khi nãy cố gắng tìm thuốc trong tủ mà không có Lại thấy lò thuốc này khá giống với thuốc cô từng dùng Nên lấy ra để bôi Lời cô nói với cậu cũng chỉ là vô tình bộc bạch Nào ngờ lại đoán trúng tim đen Hôm trước Cậu nói đến phòng nguyệt lúc sáng sớm Để đưa thuốc cho cô ta Hóa ra đây chính là lò thuốc mà cậu đã đưa Vì chỉ không hiểu Cũng là thuốc dùng để bôi lên vết thương Mà sao phải phân biệt nó dành cho ai hay không Hay là vì lò thuốc được mua cho người đặc biệt Nên chỉ có người ấy mới được phép động vào Còn những kẻ khác chỉ là thừa thải vì chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều đâu Nhưng thái độ của cậu lại khiến cô không ngừng suy nghĩ Cô không cố ý động vào đồ độ của ai cả Càng không có ý định lấy bất cứ thứ gì từ ai Đã không thuộc về mình Thì dù có làm cách nào cũng chẳng thể là của mình được Quẻ mùi vị khẽ công lên Nở một nụ cười Nhưng ánh mắt lại hiện rõ nỗi buồn phản phất Em xin lỗi Em không biết lọ thuốc này là của Nguyệt Em chưa bôi gì đâu lọ thuốc đó vẫn còn nguyên. em không cố ý động vào đồ của cậu. vì rối rít xin lỗi chuyện vừa làm. nếu cô biết lọ thuốc ấy dành riêng cho Nguyệt, cô đã không chạm đến. lần này vô tình khiến cậu tức giận như vậy, cô chẳng dám nhìn thẳng. cậu đặt lọ thuốc trên bàn, rồi lại đến gần tủ lấy ra một lọ thuốc khác. cậu chậm rãi đến chỗ cô, cậu vừa ngồi xuống ngay bên cạnh cô vội vàng di chuyển xa cậu một khoảng. Hành động tuy nhỏ nhưng sớm đã lọt vào tầm mắt cậu. Nhìn vết thương trên chân cô, cậu lo lắng hỏi. Sao em lại bị thương? Em bất cẩn bị trượt ngã ngoài sân. Lại đây, tôi sẽ bôi thuốc giúp em. Không cần đâu, em có thể tự bôi. Vết thương cũng không nghiêm trọng, không cần phiền phức như thế. Vi gượng cười từ chối khéo lời đề nghị của cậu dù sao vết thương cũng chỉ là vết xước nhỏ không đáng kể lát nữa cô băng vải qua loa sẽ ổn bầu không khí trong phòng bỗng nhiên ngột ngạt cô lên tiếng nhanh chóng tìm lý do để rời đi cậu mới về chắc đói lắm em xuống bếp lấy đồ ăn cho cậu ngay khi cô định rời đi một giọng nam trầm trầm nghe có vẻ giận dữ vang lên vi lại đây với tôi em không sao không cần bôi thuốc lại đây. Cậu đột ngột lớn tiếng khiến cô giật mình, sắc mặt cậu không tốt giống như sắp nổi giận. Cô không muốn đôi co, càng không muốn làm cho cậu khó chịu, nên đành ngậm ngùi đi đến gần cậu. Như một thói quen, cô nhanh chóng thu gọn trong lòng cậu. Cậu vòng tay qua phía trước, nhẹ nhàng kéo cô sát bên. Mở nắp lọ thuốc, cậu bôi lên chân cô một thứ bột màu trắng. Cảm giác đau xót khi thứ bột ấy vừa chạm vào da thịt, làm cô nhăn mặt lập tức co chân lại cô không dám phát ra tiếng động mím chặt môi kìm giọng cậu đã sớm nhận ra gương mặt đau đớn của cô vội vàng dùng lực nhẹ hơn vết thương của cô nặng như vậy không bôi thuốc chỉ khiến cho vết thương lâu lành nguyên nhân mà cô có thái độ né tránh như thế cậu vừa thoáng qua đã đoán ra được mặc dù cô không nói cô lại hiểu lầm chuyện gì đó giữa cậu và nguyệt nên mới không để cậu lại gần sau bao nhiêu lần dù xảy ra chuyện gì cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng nhất quyết không mở lòng mình ra cậu cẩn thận băng bó vết thương còn cô lại chăm chú ngắm nhìn cậu tuy chẳng phải lần đầu tiên hai người gần gũi nhưng lúc này được ở cạnh cậu cô bỗng chốc muốn giữ chặt không để cậu rời xa cảm giác bất an luôn hiện hữu trong tâm trí bủa vây lấy cô cả ngày nay dừng tay lại cũng là lúc cậu băng bó xong vết thương quay sang bên cạnh Cậu nhỏ nhẹ hỏi, "Em còn bị thương chỗ nào không?" Cô lắc đầu đáp lại rồi chẳng nói thêm. Hiểu rõ lý do khiến cô lạnh nhạt như thế, cậu cũng chẳng giữ trong lòng nhiều để làm phiền muộn, hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu giải thích. "Lọ thuốc đó không phải để chữa trị vết thương, em bôi lên không được đâu. Sao lại như vậy, em tưởng thuốc kia kiếm vết thương mau lành hơn chứ? Không tốt như em nghĩ đâu, vì nó không tốt." nên tôi mới không để cho em dùng đấy đừng có nghĩ vì dành riêng cho cô ta tôi lại lớn tiếng với em tuy rằng không rõ công dụng của thuốc là gì lòng cô cũng an tâm phần nào bởi ít nhất cậu không suy nghĩ riêng về nguyệt những lời cậu giải thích nãy giờ đủ để cô phấn chấn hơn sực nhớ tới chuyện hồi trưa cô ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái rồi ruột rè hỏi trưa nay cậu ra ngoài ở với nguyệt sao Cậu không vòng vo hay lãng tránh, ngược lại còn thẳng thường thừa nhận. Phải, trưa nay tôi đi cùng với cô ta. Dạ. Cô đáp lại một tiếng già thật nhẹ rồi không hỏi thêm. Cậu đã thừa nhận cô cũng không viện cớ để gần hỏi bởi ít nhất cậu không nói dối. Cảm thấy mọi chuyện nên dừng lại, cô mỉm cười lấy đại một lý do để rời đi. Cậu đói không? Em xuống bếp lấy đồ ăn cho cậu nhé em không hỏi tôi cùng với nguyệt đi những đâu làm gì sao thì chắc hai người có việc nên mới đi chuyện riêng của cậu mà cậu nắm bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng vuốt ve vài cái rồi giải thích không để cô hiểu nhầm bất cứ chuyện gì tôi đưa cô ta lên huyện tìm gánh hát để hỏi mấy chuyện liên quan đến việc chuột thân xong việc tôi cũng trở về không ở cùng với cô ta em có thể hỏi người làm ở ngoài kia Cô không yêu cầu Nhưng cậu lại chủ động nói rõ mọi thứ Điều này đã khiến cho cô vui mừng lắm Khóe môi cô khẽ công lên Nở một nụ cười Nhưng không phải là nụ cười gượng gạo như khi nãy Quay hẳn người đối diện với cậu Đôi bàn tay nhỏ đưa lên cầu lấy cổ cậu Cô khẽ nghiêng đầu Giọng điệu nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu Cậu ơi Em muốn hôn Sao em nói lại tôi nghe thử Em muốn hôn không định bỏ đi như khi nãy nữa sao bị cậu nói trúng tìm đen cô đỏ mặt lắc đầu mấy cái những hành động nhỏ như vậy mà cậu vẫn có thể nhìn ra lúc ấy cô chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh một mình thôi bây giờ thì không cần thiết nữa vợ à hôm nay em chủ động quá đấy sợ mất tôi sao cô trực tiếp gật đầu đáp lại bị cậu nói trúng còn gì nữa đâu mà trốn tránh tựa đầu vào khuôn ngực sáng chắc cô vẽ vài đường nhỏ trên áo cậu hai tay cô có chút đỏ hình như là đang ngượng ngùng lời nói liền lắp bắp ngắt quãng cậu cậu đã muốn có con chưa vì em cậu chưa muốn thì thôi vậy đôi tay ruồng rẫy của cô nắm chặt lấy áo cậu đến nhầu nhỉ cậu từ từ đã được vội nếu không nhanh để em đổi ý chẳng phải tôi là người thiệt sao Em sẽ không đổi ý Chỉ là sau vài lần dụ dỗ không thành Lần đầu cô ngỏ lời Nên cậu phải chớp lấy thời cơ Cậu sợ bản thân chậm chạp Sẽ không có lần thứ hai Cậu mỉm cười vừa định tiếp tục Thì bên ngoài bất ngờ truyền đến Tiếng hét lớn Cả không gian tĩnh lặng trong phủ bị phá vỡ Hướng ánh nhìn về phía cửa Cậu trí nhíu mày như có linh cảm không tốt Cậu cẩn thận mặc lại áo khoác cho Vi Rồi nhắc nhở Ở đây đợi tôi chân em đâu, đừng đi lung tung. Vì chưa kịp đáp, cô đã vội vàng rời đi. Bước chân ra ngoài hành lang, cậu theo hướng tiếng hát phát ra, cậu dừng chân trước cửa phòng mẹ. Cậu thấy thầy đang đứng trước cửa, tay cầm chiếc áo đỏ với gương mặt vô cùng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên những tia máu. Cơn tịnh nộ lúc này của thầy khác hẳn với sự bực bội bình thường. Một dáng vẻ căm hận nhưng lại thấp thoáng đầu đó vài nỗi sợ và kinh hãi ông bá thẳng thường xé rách chiếc áo đỏ trên tay rồi nhìn loạn trong không gian vô cùng trước mặt những lời chửi bới cảnh cáo không ngừng vang lên mày có giỏi thì ra đây đối diện với tao đừng có làm cái trò mèo này nữa tao không sợ mày đâu để tao bắt được mày tao bóp cổ mày chết ông vừa chửi vừa vứt chiếc áo xuống đất rồi giảm mạnh lên vài lần khiến chiếc áo trở thành một đống dẻ rách Bà Huệ đứng bên cạnh mặt không biến sắc Không nói một lời Cũng không phản ứng càng ngăn Bà chỉ đứng đó Lặng lẽ quan sát mọi hành động của ông Chẳng biết là do bà đã quá quen Hay vốn dĩ bà chưa từng quan tâm Cậu Trí không dám mở miệng lên tiếng vào lúc này Vì ông bá đang rất tức Câu hỏi chuyện cũng chỉ như thêm dầu vào lửa Hơn nữa tâm trí cậu hiện giờ bộn bề những câu hỏi mông lung ai là người đã đưa chiếc áo đỏ kia đến tay ông bá không biết từ bao giờ vi đã đứng ra phía sau âm thầm để ý mọi thứ khi nãy cậu căn dặn cô phải ở lại trong phòng nhưng chuyện xảy ra trong phủ cô không thể nhắm mắt làm ngơ vừa hay lúc cô đến lại vô tình chứng kiến toàn bộ chuyện này càng khiến cô thêm tò mò về thân phận thực sự của người phụ nữ mặc bộ đồ đó cô vẫn chưa nói với cậu về chuyện bản thân mình đã trải qua lúc cậu vắng nhà lúc đầu cô đoán rằng người ấy chắc hẳn là cái mận, nhưng sau khi đuổi theo, mận đột ngột xuất hiện trước mặt cô trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thay đổi? chưa thể dám chắc được điều gì nên cô vẫn muốn dự kiến với cậu. đợi đến khi khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cô mới dám nói. dẫu sao cậu cũng đã từng nói mận là em gái cùng thầy khác mẹ của cậu, cô không thể vì chút hấp tấp mà khiến cho mối quan hệ của họ rạn nứt. Chút hết cơn tức giận lên chiếc áo vô tri, ông Bá quay sang nhìn cầu trí bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông không giải thích về hành động mình đã làm mà trực tiếp căng dặn. Tìm ra kẻ gửi cái áo này cho tao. Dạ vâng. Đối diện với cơn giận dữ của ông Bá, cầu trí nhanh chóng đáp lại một tiếng. Khí thế kinh người khi nãy của ông quả thực đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp. Sự căm phẫn đó dường như đã bị đẩy lên tột đỉnh. Nhưng khi nhìn sâu vào trong đáy mắt vẫn nhận ra nỗi sợ hãi. Ông bá bỏ vào trong phòng, để mặc những người thân đứng bên ngoài hành lang, tràn đầy sự khó hiểu. Bà Huệ bước đến, nhặt chiếc áo đỏ lên rồi cẩn thận đem vứt nó ở một nơi khác. Trước khi bước vào, bà vẫn không quên căn dặn cậu. "Đừng cố làm theo lời thầy, chẳng tốt lành gì đâu." Dứt lời, cánh cửa gỗ đã đóng sầm. Cả hai người trở lại căn phòng riêng. Cậu Trí đứng ngay người nhìn tay mẹ Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Một người muốn cậu tìm sự thật Người kia lại khuyên cậu không nên can thiệp Cậu không biết phải nghe theo lời người nào mới đúng Bỗng Một bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo cậu Chất giọng nhẹ nhàng Nhỏ nhẹ vang lên Cậu ơi Cậu giật mình nhìn lại thì phát hiện ra Vi Đang đứng bên cạnh từ lúc nào Sao em lại ra ngoài đây không phải tôi kêu em ở trong vòng đợi tôi à? Em không đợi được. Với lại trong nhà xảy ra chuyện, em cũng nên biết chứ. Em cứng đầu thật đấy. Cậu khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, rồi trách móc vài ba câu qua loa. Không phải cậu muốn giấu cô những chuyện trong nhà, cậu chỉ sợ những chuyện không đáng gần đây sẽ gây phiền phức cho cô. Cậu không muốn cô dính líu đến bất kỳ thứ gì nguy hiểm. Vì khoanh tay trước ngực. Mặt mày bí xị tỏ vẻ không vui. Cậu vừa mắng em sao? Không, tôi không mắng. Được rồi, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Vì gật đầu nghe theo lời cậu, cô say người bước đi đầu tiên, đã vội khựng lại vì đau đớn. Đầu gối vừa mới bôi thuốc không lâu, khi nãy đi theo sau cậu ra ngoài là đã rất khó khăn. Bây giờ trở lại phòng quả thực đi không nổi. Cậu nhanh chóng nhận ra điều khác thường liền vòng ra phía sau để bế cô trên tay trở về phòng cô cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng với cậu hai tay ôm chặt lấy cổ để không bị ngã gương mặt xuất hiện nụ cười xinh đẹp như thế thay cho lời cảm ơn không có cậu chắc chuyện đi lại sẽ càng khó khăn vào phòng đóng kín cửa cậu cẩn thận để cô ngồi xuống giường sau đó liền không ngừng trách móc em đúng là không biết nghe lời chân đang bị thương lại còn đi lung tung bên ngoài. Càng vận động nhiều thì vết thương càng khó lành, em biết không? Cô cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với cậu. Biết rõ chuyện khi nãy không nên làm nhưng cô vẫn cố chấp là cô sai. Chẳng qua là cô chỉ muốn biết trong phủ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng nhờ chuyện khi nãy cô hiểu được ông bá ghét những thứ liên quan tới màu đỏ. Thái độ của ông không chỉ dừng lại ở sự căm hận mà còn vô cùng đai nghiến. Dẫu sao, điều trước mắt cô cần làm là khiến cho cậu nguôi cơn tức. Cô chủ động lại gần chỗ cậu, khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu ơi, cậu đừng có giận em, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ ngoan hơn. Còn có lần sau nữa sao? Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy, cậu tha lỗi cho em nhé. Cậu trầm tư, lặng lẽ quan sát thái độ của cô, xem cô có thực sự hối hận hay không. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu vẫn phải chịu theo ý cô. Được rồi, tôi không giận. Nhớ, lần sau không được cãi lời. Em nhớ rồi. Cô cười vui vẻ, đôi mắt công lên tạo thành một đường tuyệt mỹ. Xin lỗi cậu cũng đã xong, bây giờ cô lại muốn hỏi cậu thêm một vài câu. Cậu à, lời mà thầy mẹ nói khi nãy cậu định làm thế nào? Làm theo thầy hay là nghe theo mẹ? Chuyện này tôi cũng không rõ, có lẽ phải đợi vài ngày xem tình hình trong phủ thế nào đã dạ vâng đứng bên cạnh cậu nghe những lời thầy mẹ nói cô cũng rất băn khoăn một người muốn tìm ra kẻ đứng sau một người lại khuyên không nên đi quá xa rốt cuộc là không biết phải nghe theo ai tâm trạng của cậu dần trở nên muộn viện trong phủ gần đây đột nhiên xảy ra nhiều chuyện không hay lúc đầu bộ quần áo đỏ được treo trong nhà kho bây giờ đến việc thầy cậu nhận một chiếc áo đỏ tương tự thầy muốn cậu tìm ra ai là kẻ đứng sau nhưng lại không cho cậu biết sự thật đằng sau nỗi căm ghét với màu đỏ càng nghĩ lại càng không tìm ra hướng đi cô lặng lẽ quan sát thái độ của cậu sắc mặt nghiêm trọng hơi thở cũng nặng nề cậu có nhiều thứ phải lo như vậy mà cô lại chẳng giúp ích được gì nên trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy những điều mà cô thực sự biết lại ít ỏi chẳng có thể xác thực được gì nói ra chỉ khiến cậu thêm đau đầu suy nghĩ vợ chồng phải luôn ở bên cạnh thấu hiểu và san sẻ khó khăn nhưng cô chưa làm trọn vẹn tuy việc trong nhà không thể giúp cậu từng chút một ít nhất cô phải làm gì đó để cậu thoải mái hơn chậm rãi ngồi gần cậu hơn cô hơi nhớn người về phía nhẹ nhàng hôn lên má cậu cảm giác va chạm mềm mại cùng với hơi thở ấm nóng đều đặn lướt qua trên da khiến cậu ngừng suy nghĩ tới những thứ không đâu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên khẽ kéo cô vào lòng cậu bật cười hỏi em vừa làm gì thế lại muốn lấy lòng xin tôi cái gì nữa đúng không cô tựa vào ngực cậu lắc đầu em không xin gì cả tại em thấy cậu mệt mỏi nên mới muốn làm cậu vui thôi muốn làm tôi vui thì phải tiếp tục chuyện khi nãy. Em không sợ đau nữa. Em có, nhưng mà nếu cậu muốn thì cũng được. Em đâu có cấm. Dù sao không khí lãng mạn của hai người cũng bị tiếng hét khi nãy phá hỏng. Vì còn nhiều thứ phải lo nên cô đau dám nhắc lại chuyện gian dở. Nhưng nếu cậu muốn, cô vẫn sẽ sẵn lòng. Tâm trạng hương phấn bị cắt ngang. Cậu không có tâm trí đâu để nghĩ mấy chuyện ngoài lì. Lâu rồi cô mới chủ động để lỡ cơ hội thì tiếc nhưng có lẽ vẫn sẽ là có lần sau cô vẫn sẽ ở ngay bên cạnh nên không cần phải vội vã tôi sẽ không lấy vợ mới ngoài em ra tôi tuyệt đối sẽ không cưới người nào khác cô sững sờ khi nghe câu nói ấy từng câu từng chữ cô đều nghe rất rõ không sót một từ nào tuy đây không phải lần đầu tiên cậu nói với cô những lời này nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nghiêm túc từ cậu Chẳng biết nguyên nhân do đâu mà cậu đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cô vội ngẩn đầu, chớp mắt vài cái rồi nói. Sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện đó? Để em yên tâm hơn. Yên tâm. Dù mẹ có mai mối cho tôi bao nhiêu người hay rất nhiều cô gái khác đến đây, tôi cũng sẽ chỉ có mình em là vợ tôi. Những lời cậu nói làm cô nhớ đến chuyện sáng nay cùng với cái tác đầu điến đến từ bà Huệ bà mắng chửi cô rất thậm tệ đánh cô chỉ vì cô không ngăn được chuyện cậu đưa nguyệt về phủ đã vậy bà còn rất quyết tâm muốn lấy cho cậu một người vợ mới lúc cậu về cô định đem chuyện này kể với cậu nhưng giờ cậu đã quá bận cô không muốn cậu vì mình mà đau đầu nên mới tìm cách im lặng cô đâu nghĩ ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng biết cậu ngập ngừng lưỡng lự sao cậu lại biết Ai kể cho cậu nghe Chuyện liên quan tới vợ tôi Tôi đương nhiên phải biết Mặc dù bận biểu trăm công nghìn việc ở bên ngoài Cậu chưa một lần để cho cô phải chịu thiệt thoại Cậu âm thầm hỏi những người làm trong phủ về cô Lúc cậu vắng nhà Nên cậu mới biết rõ sự tình Cậu vốn định không nhắc tới Mà làm bằng hành động Để cô tin tưởng mình Nhưng có lẽ đôi điều nói ra Sẽ khiến cho cô yên tâm hơn Bởi khi trả lời bằng hành động thì chưa chắc đã mang lại điều tốt. Cậu nắm hai bên tay cô, nhẹ nhàng xoay người để cô đối diện với mình, hôn lên môi như một sự an ủi, cậu trấn an. "Sau ngày hôm nay, tôi sẽ đuổi nguyệt đi, em không cần để tâm đến cô ta." "Sau hôm nay, nhanh như vậy sao?" "Không phải đây là điều em muốn à?" "Em..." Cô ngượng ngùng hai má đỏ ửng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đúng là cô đã muốn cậu đuổi nguyệt đi nhưng vì cậu nói cần cô ta để giải quyết một số chuyện nên cô chọn cách im lặng và chờ đợi có điều đuổi một cô gái không nhà không cửa ra khỏi phủ khiến cô không nỡ tuy rằng nguyệt chẳng phải người tốt lành gì nhưng cô cũng không thể vì thế mà khiến bản thân trở thành người xấu cậu khẽ thở dài xoa đầu cô trấn an em không cần lo cho nguyệt rồi cõi đây sẽ như thế nào. Cô ta tự lo cho mình được, cũng đâu còn là trẻ con mà phải lo lắng. Về chuyện của mẹ, em yên tâm đừng nghĩ ngợi. Cho dù mẹ có cho người mai mối chụp người, chỉ cần tôi không gật đầu, mẹ cũng không thể làm gì khác. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực cầu khẽ nắm chặt, khiến ngực áo trở nên nhầu dĩ. Cô sốt sắng gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Lỡ, lỡ cậu gật đầu đồng ý, người ta thì sao? Cậu cười cúi đầu đáp lại. Em thế này tôi lại gật đầu với ai chứ? Em thế nào? Mà ai thấu lòng cậu, lỡ cậu thích người khác thì sao? Lỡ yêu em rồi, không thích người khác được. Em không nói nổi với cậu nữa. Cô úp mặt vào ngực cậu, xấu hổ nên chỉ biết tìm cách giấu mặt mũi đi. Cậu cười ôm lấy cô vào lòng, Lúc trước cô xa cách vì định kiến với cậu, bây giờ lại dính chặt, nhất quyết không chịu rời nửa bước. Ngày nào cô cũng như cái đuôi, lẻo đẻo theo cậu, có cơ hội liền nằm gọn trong vòng tay. Cô như vậy thì chẳng có cô gái nào có cơ hội gần cậu, đừng nói đến chuyện cậu gật đầu đồng ý. Với lại cậu không thể tơ tưởng tới người con gái khác, bởi tim cậu có bóng hình vợ cậu. Cậu từng hứa với cô sau ba ngày sẽ để Nguyệt rời khỏi phủ, nhưng chưa tới hai ngày cậu đã thực hiện. Một phần vì cậu sắp có được những chuyện mà bản thân muốn biết, phần khác là vì cô. Mẹ cậu gây sức ép cho cô, thậm chí bà còn nặng lời rồi đánh mắng. Trước kia, cậu cũng từng dẫn phụ nữ về phủ, nhưng do họ chỉ là những kẻ phục vụ qua đêm nên bà không nói. Lần này, ở hẳn trong phủ, bà Huệ đương nhiên rất tức. Sau khi biết tin bà đánh Vi, vì chuyện của Nguyệt, cậu đã có thể khẳng định bà rất có thành kiến với mấy ả đào, đặc biệt là mấy ả xuất thân từ gánh hát. Tay áo cậu đột nhiên bị giật nhẹ. cúi đầu xuống, liền nhận ra cô vợ nhỏ đang kéo. Cậu cầm tay cô khượng lại. Cậu hỏi. Sao thế? Muộn rồi chúng ta đi ngủ nhé. Em muốn ngủ thế nào đây? Hiểu ý cậu, cô nhanh nhẹn sắp xếp lại chăn gối rồi đẩy cậu nằm xuống giường duỗi thẳng một cánh tay sang cậu cô thản nhiên nằm xuống ôm chặt lấy cậu lúc không được đáp lại cô nhíu mày hậm hực cậu ôm em đi chứ em nằm như thế này không sợ tôi mỏi sao cậu thích ôm em nhất mà cậu sẽ không mỏi đâu trước lời thúc giục của cô cậu cười bất lực rồi làm theo cành ba cậu lặng lẽ rời khỏi giường khi cô đang say giấc cậu cẩn thận đóng kín cánh cửa cố gắng không phát ra âm thanh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt đến khi chắc chắn không có ai bên ngoài cậu mới hướng đến căn phòng cùng với dãy hành lang đứng trước phòng nguyệt cậu không vội vàng mà chờ đợi thêm một lúc đến khi từ bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn của phụ nữ cậu mới đẩy cửa bước vào đúng như những gì cậu đoán nguyệt đang ôm tay trên giường vật vả. chỗ vết thương trên tay đã lỡ loét máu đen chảy ra ngày càng nhiều, thậm chí còn thấy được cả những thứ bên trong. Tấm ga giường màu trắng đã sớm bị nhốm bẩn bởi vệt máu đen từ tay. Nguyệt keo gào đau đớn, lăn lộn trên giường chỉ để tìm cách thoát khỏi cơn đau. Mồ hôi trên trán vã ra từng cơn, ướt đẫm cả mái tóc. Cậu chậm rãi bước đến chỗ cô, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Nguyệt, cô làm sao vậy? sao tay cô lại thành ra thế kia nghe có tiếng người bên cạnh Nguy cắn gượng quay sang bác gặp cầu trí đang ở trong phòng cô ta mừng rỡ như vớ được vàng đôi môi nhợt nhạt cười hời hợt bởi không còn sức cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt cầu xin cậu ơi cậu giúp em tay em đau quá cậu ơi xin cậu hãy giúp em đâu để tôi xem cậu ngồi xuống giường cẩn thận nâng cánh tay bị thương của nguyệt lên sắc mà cậu nghiêm trọng lúc đầu rồi dần dần để lộ ra sự thích thú thật không ngờ thuốc của tôi lại hiệu quả như thế để thêm một canh giờ nữa có khi cô phải cắt bỏ cánh tay này đi đấy cậu cậu vừa nói gì chứ thuốc của cậu là sao thì lọ thuốc tôi mua riêng dành cho cô đấy công nhận lọ thuốc đó tốt thật cậu nguyệt ngẩn ngơ như hiểu ra chuyện gì đó hóa ra lọ thuốc cậu đặc biệt mua thậm chí còn ân cần bôi lên vết thương không phải để vết thương mau lành mà khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn nỗi thất vọng xen lẫn sự tức giận trong nguyệt bùng phát cô ta muốn ngồi dậy đối chất với cậu nhưng không thành vết thương ở tay quá nặng mỗi lần cử động đều có cảm giác như ai đó đang dùng dao cứa lên da thịt nhìn nguyệt vật lộn với cơn đau mà không làm gì khác cậu liền rủ lòng thương cô có muốn cơn đào chấm dứt và vết thương lành lại hay không nguyệt kháng giọng thiều thào cầu xin trong đau đớn em muốn em muốn được chữa khỏi mong cậu hãy chỉ cho em như đã đạt được mục đích cậu cũng không làm khó nguyệt chuyện cậu muốn biết không nhiều chỉ cần trả lời vài câu hỏi hôm tôi đến quán nước gặp bạn cô cố ý ôm tôi để lấy chìa khóa nhà kho đúng chứ Đúng, đúng là em, em đã trộm chìa khóa nhà cô. Có người mang tiền đến cho cô, để cô tự chuộc thân mình. Dạ vâng, hôm ấy không phải người đó mang tiền đến chuộc thân cho em, mà là đưa tiền cho em để em tự làm. Vì trước đó em và người kia đã giao kèo Em lấy trộm chìa khóa Người kia sẽ cho em tiền chuột thân Cậu Trí im lặng một hồi rồi hỏi tiếp Người đứng sau điều khiển cô là ai? dạ thưa cậu em thực sự không biết mỗi lần gặp nói chuyện người kia đều che kín mặt nên em không nhận ra nhưng em chắc chắn kẻ đó là phụ nữ phụ nữ sao vâng thưa cậu nguyệt đã nói ra hết những điều mà cô ta biết dừng lại chưa được vài giây cô ta cố lết thân xác mệt mỏi của mình gần chỗ cậu cậu ơi em đã nói hết những gì cậu cần biết em dám khẳng định tất cả đều là sự thật xin cậu hãy chữa vết thương cho em em không chịu nổi nữa. Cậu Trí lặng lẽ quan sát, rồi lấy ra một lọ thuốc trong túi áo, đưa cho Nguyệt nói. bội nó lên vết thương, sau ba ngày tự khắc sẽ khỏi. Dạ cậu. Nguyệt đưa tay định giữ lấy lọ thuốc, liền bị cậu giữ chặt. Trước khi đưa thuốc, cậu còn vài chuyện cần cảnh cáo cô ta. Sáng sớm ngày mai, cô phải lập tức rời khỏi đây, tuyệt đối không được xuất hiện trong phủ. Không những thế, những chuyện cô biết phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu cô không làm được, đừng trách tôi vô tình với cô. Em nhớ rồi thưa cậu. Cậu ném lò thuốc cho Nguyệt, rồi đứng dậy rời khỏi đó. Bước ra khỏi cửa, cậu đi dọc dãy hành lang, trầm tư suy nghĩ. Cách dùng độc trị độc này coi như rất hiệu quả. Vào ngày phát hiện ra bộ quần áo màu đỏ, sau khi tra hỏi thằng bậu về chuyện nó có làm mất chìa khóa, Cậu liền tự kiểm tra lại mình Khi ấy cậu mới phát hiện ra Chính cậu mới là người đã đánh mất chìa khóa Nhưng sau khi Nguyệt đột ngột xuất hiện trong nhà kho Rồi chạy đến ôm lấy cậu Thì chìa khóa lại trở về đúng vị trí cũ Ngay từ giây phút ấy cậu đã nghi ngờ cô ta Còn chưa kể đến việc cô ta dám nói về chuyện Cậu sai người mang tiền chuột thân cho cô ta Chuyện này chưa từng xảy ra Thậm chí trong đầu cậu Cũng không bao giờ có suy nghĩ ấy vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện Nên cậu mới giữ Nguyệt Ở lại trong phủ 3 ngày Phát hiện ra cô ta bị thương ở tay Cậu bí mật Lên trên huyện mua thuốc của một ông thầy nổi tiếng Lò thuốc nguy hiểm ấy Cậu đã cất cẩn thận trong tủ Không ngờ lúc tối Vi hiểu nhầm là thuốc bôi vết thương Định mang ra dụng May mà cậu về đúng lúc để ngăn cản Nhưng cũng vì lý do ấy Mà xảy ra chút hiểu lầm không đáng Bây giờ những điều cậu cần biết cũng đã biết người phải lập tức rời khỏi phủ Để vợ cậu không bị mắng oan Khi nãy Nguyệt nói Người đứng sau tất cả là một người phụ nữ Nhưng người phụ nữ ấy là ai mới được Biết được kho tóc lớn nhà cậu Biết được những nơi cậu hay đến Thậm chí là biết được ả đào trước kia cậu từng qua lại Chắc hẳn người phụ nữ bí ẩn đó hiểu rất rõ về cậu Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một cái tin Xong việc trở về phòng Cậu lặng lẽ bước chân vào trong Không muốn đánh thức cô tỉnh dậy Cậu chậm rãi nằm xuống giường Để cô biết cậu vừa đi đâu E rằng rất khó giải thích Quay sang bên cạnh Thấy cô vẫn nằm im Cậu thở vào nhẹ nhõm Bàn tay khẽ đưa qua Ôm lấy cơ thể nhỏ bé Cậu vừa đặt tay lên Cô bất ngờ xoay người đối diện với cậu Chủ động ôm lấy Điều bộ này không giống như đang ngủ say cậu xoa đầu cô nhẹ giọng hỏi em tỉnh rồi sao cô từ từ mở mắt ra nhưng không nhìn cậu cũng không nói chỉ gật đầu một cái cô tỉnh giấc sau khi cậu rời khỏi phòng chừng một lúc ngồi dậy nhìn quanh thấy vắng bóng dáng cậu cô lại suy nghĩ tới vài thứ rồi nằm đợi im lặng chừng một lúc cô lên tiếng cậu đi đâu thế muộn rồi vẫn ra ngoài sao tôi có một số việc cần phải làm Giải quyết xong rồi liền về đây Việc gấp lắm à Ừ rất gấp Cô không hỏi thêm nữa Biết chừng đó là đủ Cậu thường xuyên bận biểu Không thể lúc nào cũng kề kề bên cô Tuy giấu kín trong lòng Nhưng cô thực sự rất băn khoăn Lúc tỉnh dậy cậu đã đi Chuyện quan trọng Phải đợi đến nửa đêm mới có thể giải quyết Cô còn nghĩ tới cả chuyện Nguyệt đang ở đây Vì không để bản thân suy nghĩ Những điều không đứng đáng nhưng chẳng ngăn được chúng, hay là do cô chưa đủ tin tưởng cậu. Vợ. Một tiếng vợ vang lên khiến cô giật mình theo thói quen, ngẩng đầu lên, hành động của cô vừa đúng lúc để cậu cúi xuống chạm vào môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi, cậu vuốt ve tóc cô, thở dài. Tôi chẳng biết làm sao, em tin tôi. Bây giờ em muốn thế nào cũng được cả. Tôi hơi mệt, em ngủ đi. Đừng thức khuya. Cô nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì đã quá muộn, hai người không còn cơ hội để nói chuyện, cô lại càng không thể giải thích. Hóa ra, sự đa nghi của cô mỗi ngày đều khiến cho cậu khó chịu. Cô cũng cố để thay đổi, rồi chỉ là sự thay đổi thật chậm chạp. Mặc dù hai người gần gũi hơn trước, chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm ra trước mặt đối phương, nhưng vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản khiến tình yêu chưa trọn vẹn. Bức tường đó nếu cô không tự mình gỡ bỏ, chỉ sợ càng làm cho cả hai thêm nặng lòng. Màn đêm bao trùm lấy căn biệt phủ. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn vàng mập mờ thấp sáng hiu hát trong căn phòng của ông bá. Ngồi trước cửa chính, ông bá nhìn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng, tay ôm một cây gậy gỗ, nhất quyết không rời nửa bước dù cả người đã mệt mỏi nhưng ông chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại bà huệ nằm trên giường rằn rọc mãi không ngủ bà xoay người liên tục mắt nhắm được một lúc thì lại nhíu mày bởi ánh đèn trong phòng sáng quá làm bà khó ngủ viện tay xuống giường bà ngồi dậy xem ông bá ông đã ngồi như vậy trong phòng rất lâu kể từ lúc phát hiện ra chiếc áo đỏ bà không biết ai là người chơi khăm chỉ biết sau khi ông bá từ bên ngoài về đã thấy chiếc áo nằm bên ngoài cửa. Lúc ấy, ông đã tức giận, không kiềm chế được mà nguyền rủa Sau lần kinh động, ông tuyệt nhiên ngồi trước cửa như canh dựng xem ai là người mang áo tới. Trời đã khuya, tuổi tác của ông bá cũng không còn nhỏ. Cứ ngồi lì như vậy, e rằng sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà đành lên tiếng khuyên rằng. Mình ơi, muộn rồi mình vào giường ngủ đi, Ngồi ở ngoài đấy sườn gió lại bệnh đấy Ông bá không quay đầu Cũng không đáp lại lời khuyên của bà Huệ Vẫn tư thế Ôm chặt lấy cây gậy Vẫn không hề nhúc nhích Bà Huệ nén tiếng thở dài tiếp tục Mình cứ ngồi đấy rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Tôi không biết phải làm sao Mình mau về giường đi Tôi không về Bà cứ ngủ đi Mặc kệ tôi Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra cái đứa nào Dám bày trò trong phủ Ông bá quyết tâm cao độ Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra kẻ đứng sau Đầu óc bà Huệ tỉnh táo hơn ông bá nhiều Tuy rằng bị dọa một phen sau khi thấy cái áo Nhưng bà vẫn điềm tĩnh để giải quyết mọi chuyện Bởi vì bà đã có cách Bà không muốn chồng mình vì sợ hãi Mà ngồi như một thằng ngốc giữa nhà Để canh chừng cái kẻ bày rò Mặc cho ông bá liên tục khước từ Bà vẫn khuyên nhủ Cái kẻ mà mình muốn bắt Chủ ý của nó là muốn thấy mình sợ thôi nó đã làm được điều nó muốn rồi Thì nó sẽ không quay lại nữa đâu Mình có chờ cũng chẳng có ích Biết đầu đêm nay Nó sẽ quay lại Tôi cứ phải cảnh giác Mình đi ngủ đi Ngày mai bình tĩnh hơn rồi tìm cách giải quyết Ngồi ở đây cũng không làm được gì cả Ông bá chậm rãi quay người Nhìn về phía bà Huệ Trong đầu suy nghĩ một điều gì đó Rồi gợt đầu nghe theo lời bà Ông đặt gậy chỗ một góc Thổi tắt đèn rồi lên giường thấy ông bá làm theo bà huệ mỉm cười hài lòng yên tâm về chồng bà lại trầm ngâm suy nghĩ một vài thứ từ trước đến nay trong phủ chưa từng xảy ra điều tương tự kể từ ngày ấy xảy ra những thứ liên quan đến màu đỏ đều không được xuất hiện vậy mà hôm nay lại có nguyên một chiếc áo màu đỏ được đặt ở trước cửa phòng chắc chắn đã có người muốn gây sự nên mới làm điều cấm kỵ ấy người bên ngoài không ai biết chuyện cũ người trong phủ nếu biết cũng chỉ có vài phần, đâu có ai đủ can đảm để bày trò quậy phá. Bà Huệ cảm thấy chuyện không hề đơn giản, chẳng lẽ đã có người biết được nguồn cơn. Nghĩ vậy trong lòng bà Huệ thấp thởm không yên, bà không dám mở lời với ông bá, sợ khiến cho ông thêm căng thẳng. Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng đâu vào đâu, chưa có gì xác thực, có lẽ phải cần thêm một thời gian. Chuyện của ấy bà đã muốn quên đi, nhưng vẫn có người muốn nhắc lại Vậy thì bà chẳng cả nể. để Để yêu một cách dễ dàng Đằng nào năm xưa bà cũng sai Chỉ cần không hối hận Thì bà vẫn sống ung dung tự tại Sớm hôm sau Khi mặt trời vừa ló dạng Vì đã tỉnh giấc phụ cậu thay đồ đi làm Mọi ngày Đề là cậu tỉnh dậy trước Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thức giấc cùng với cậu Từ lúc dậy tới giờ Hai người không nói chuyện nhiều hầu như người bắt đầu cuộc trò chuyện đều là cô cậu chỉ nghe trả lời rồi sau đó im lặng thái độ của cậu như vậy đủ để cô nhận ra cậu vẫn còn giận cô chuyện đêm qua cô biết bạn thân có lỗi nên hôm nay mới chủ động tìm đến giúp cậu mấy việc nhỏ nhặt chỉ mong cậu hết giận cô nghĩ lại cô thấy bản thân mình cũng thật quá đáng dù sao cũng đã lấy nhau được một thời gian cậu vì cô mà thay đổi không ít vậy mà cô vẫn chưa một lần tin tưởng cậu Chẳng trách sao cậu lại phiền muộn Nhìn cậu lây hoay cài nút áo Cô vội bước đến chủ động Giúp cậu làm mấy chuyện này Cậu không phải là đối Cũng không phải là ý né tránh Mà chậm rãi buông tay ra Để cô giúp Cài xong nút áo Cô cẩn thận chỉnh lại áo cho chỉnh tề Rồi không quên hỏi cậu vài câu Hôm nay cậu ra ngoài đồng tiếp sao? Hôm nay tôi đến chỗ cò để xem thóc với vài món hàng sắp tới được bán. Em không biết chủ thì kêu người, chở đến đi. Cậu như vậy là có ý nói cô đang tra hỏi xem một ngày cậu ở đâu. Có ý nói cô nghi ngờ cậu hay sao? Cậu hiểu lầm đêm qua. Dường như cô đã làm cậu quá phiền muộn nên mới như thế. Cô hơi cúi đầu khẽ trả lời. Em hỏi để biết thôi, không phải vì nghi ngờ cậu đâu. Tôi biết rồi tôi đi làm đây chiều tối tôi sẽ về cậu vừa định quay người đi cô đã vội ôm chầm lấy cậu đôi chân nhỏ kiển lên hôn cậu mỗi lần cô làm chuyện có lỗi đều dùng cách này để xin lỗi dù biết trước để đề phòng nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào ấy trong cô mỗi lúc thế này thực sự rất dễ thương khiến cậu chẳng thể giận lâu mặc dù chuyện cô làm rất đáng giận nhiều lần cậu tự nhủ phải nghiêm khắc với cô hơn nhưng điều ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà chẳng thể thành hành động hiện thực cậu nuông chiều cô nên không thể làm nghiêm khắc nổi cậu xoa nhẹ chóp mũi cô mấy cái tôi phải đi rồi ở nhà ngoan đấy. em nhớ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cậu mỉm cười vui vẻ rời đi cô đứng lại ở phía sau nhìn theo bóng lưng khuất dần mới yên tâm bây giờ cô mới cảm thấy nhẹ nhõm không còn lòng nặng như tối qua ở trong phòng dọn dẹp một lúc vi liền ra ngoài xuống bếp đi ngang qua phòng nguyệt cô phát hiện ra cô ta đã không còn ở đây nghe đám người hầu truyền tai nhau hình như sáng sớm nay nguyệt đã vội vã rời đi nhìn sắc mặt cô ta giống hệt như đang sợ hãi điều gì đó thái độ và hành động cũng nhanh chóng hơn thường ngày cô không mấy để tâm vì sao nguyệt lại vội vàng đến thế dù sao chuyện cô ta rời đi là một chuyện tốt cuối cùng thì cô cũng có thể an tâm ở bên cạnh cậu không biết bà huệ đã nghe thấy chuyện này hay chưa sực nhớ tới những lời bà huệ cảnh cáo hôm trước cô mong luôn liệu sau khi biết tin nguyệt rời đi thì bà có thôi tìm vợ mới cho cậu cô chỉ sợ rằng bà đã làm chuyện mai mối trước khi nguyệt rời đi mà thôi nếu thực sự một ngày nào đó có một người con gái khác vào vũ cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào bước chân lưỡng tửng bên ngoài hành lang. Vì đi một đoạn thì dừng lại. Trước mắt cô là bà Huệ đang đứng trước cây khóm cây tùng trong sân nhỏ. Ánh mắt bà nhìn chầm chầm, hệt như thế đang rất phẫn nộ. Trong đầu cô lóe lên một băng khoăn. Lần trước nói chuyện với thằng Tý, nó bảo thấy người phụ nữ áo đỏ kia hay đứng nhìn khốm hoa. Mấy đêm trước, cô cũng bắt gặp người phụ nữ ấy đứng im và nhìn khóm cây tùng và bây giờ lại đến lượt bà huệ nhìn đám cây ấy chuyện này khiến cô không khỏi thắc mắc rốt cuộc thì đám cây tùng kia đang ẩn giấu điều gì mà thu hút nhiều người đến thế chẳng lẽ chúng có thuật mê hoặc khiến người nào lại gần sẽ say mê nhưng dạo trước cô cũng đã đến gần đám cây đâu có phát hiện ra điều bất thường ngoài chiếc khăn màu đỏ bị ai đó bỏ rơi trên đám cây trong ngôi phủ này ngoài cấm kỵ những thứ liên quan tới màu đỏ thì đám cây tùng ấy lại để lại trong cô rất nhiều nghi vấn. Cảm nhận được đang có người nhìn mình từ xa, bà Huệ chậm rãi ngẩng đầu lên, quay sang bên cạnh. Bốn mắt hai người chạm nhau, vì có chút chột dạ, vội vàng chuyển ánh mắt nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với bà. Bà Huệ nghiêm mặt chậm rãi bước về phía cô đang đứng. Thấy bà đến gần, cô cúi đầu kính cẩn. "Con chào mẹ." "Tôi không dám nhận lời chào của cô." Bà Huệ đáp bằng một chất giọng mỉa mai Còn chưa để cô có cơ hội nói Bà đã lên tiếng Hôm qua tôi mới chỉ mắng của cô có vài câu Lỡ mạnh tay đánh cô một cái Thế mà sang hôm nay ả à đào điếm kia Đã phải cuốn gói ra khỏi vụ Xem ra cô không phải là hàng người đơn thuần nhỉ Mẹ à Mẹ nói như vậy là có ý gì chứ Con không hiểu Mong mẹ giải thích Còn có ý gì nữa Tôi muốn nói ở đây là cô giỏi quyến rũ đàn ông khiến con trai tôi thay đổi quyết định trong vòng một ngày. Cô đúng là không đơn giản. Những lời này chẳng phải đàn gián tiếp, mắng chửi cô là cái loại phụ nữ mưu mô, truyền dụ dỗ đàn ông để đạt được mục đích sao. Khóe môi vi khẽ nở một nụ cười, cô ngập ngừng nói. Chắc là mẹ hiểu lầm gì thôi. Ngay từ đầu cậu cho Nguyệt ở nhà, không phải vì muốn thứ của lạ hay gì. Cậu chỉ là giúp đỡ cô ta thôi con không thôi 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 không cần phải giải thích nghe tôi nói mấy câu sẽ tìm vợ mới cho thằng trí là vội vàng lấy lòng nó đuổi ả kia đi chắc cô cũng không muốn mất cái danh vợ cả nhà này đúng chứ mẹ ơi mẹ hiểu lầm con rồi con chưa từng có ý đó không phải giải thích cô làm cách nào cũng được dù gì cũng đã đuổi được con ả đào kia đi coi như cô làm được việc mà tôi nhờ chuyện mai mối sẽ tạm gác lại nhưng không có nghĩa là không xảy ra Còn biết Bà Huệ liếc nhìn Vi một cái Rồi thẳng thường rời đi Để mà cô ở lại sau lưng Vi cuối cầm mặt thay cho lời chào Cô tuyệt nhiên im lặng Đợi đến khi bà khuất dần mới ngẩng đầu lên Cảm giác ấm ướt Cứ mãi đều bám lấy cô Chẳng lẽ cô lại là cái loại phụ nữ thấp kém như thế sao Vi thẫn thờ một lúc Rồi cũng lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi những lời bà Huệ nói vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô. Lý do khiến cho Nguyệt rời khỏi phủ vội vàng cô thực sự không rõ. Những gì cô biết đều nghe cậu kể. Cậu nói sau khi nhờ cô ta một việc sẽ để cô ta đi. Nhưng việc đó là gì đến nay cô chẳng thể hiểu. Vậy mà mấy lời bà Huệ kia cứ như thể xìa sói cô chính là cái loại phụ nữ không ra gì dùng cơ thể để dụ dỗ khiến cậu thay đổi quyết định không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác Cho dù ra sao Cô cũng chẳng thể làm vừa lòng bà Huệ Trong tâm trí bà ta Sớm đã có định kiến xấu về cô Và có lẽ định kiến ấy xuất phát từ việc Thầy mẹ cô gã cô đi Để đổi lấy một cửa hàng Hành động ấy khác gì bán rẻ con mình Giờ ngẫm lại Cô thấy điều bà Huệ nói Từ ngày đầu cô về làm dâu Không sai Cô giống với mấy ả đào ngoài kia bị người ta bán đi như một món đồ chơi. Vì cứ chìm đắm, chơi vơi trong suy nghĩ, nhiều lần cô tự nhủ bản thân bỏ ngoài tay và chỉ cần để tâm vào những thứ đáng để cô chú ý. Nhưng để làm được thực sự rất khó. Ít nhất thì, trong mấy lời trách móc khi nãy, cô còn vui mừng vì bà Huệ sẽ không tìm người mai mối cho cậu. Không tìm người mới, cô chẳng cần đắn đo cái phủ này lại rước thêm một người vợ. Cái danh mợ cả cô chẳng hàm, cô chỉ muốn bình yên và cậu cũng sẽ chỉ cần có một người vợ như cô. Cô không biết liệu suy nghĩ này của bản thân có phải quá ích kỷ hay không. Xuống nhà dưới vẫn khung cảnh quen thuộc, thu gọn vào tầm mắt. Đám người hầu tất bật làm việc, hết việc này rồi đến việc khác. Cả nhà dưới như nhốn nháo cả lên. Tiếng nhờ vả, tiếng gọi nhau ý ới. Khác hẳn với sự tĩnh lặng kỳ lạ của nhà trên. Giữa một toán người đang bận rộn Vẫn có một người thảnh tơi Ngồi ở góc sân nhà chơi một mình Có lẽ Làm được việc này mà không ai mắng mọ Hay chỉ trích Chỉ có thằng cô tí mà thôi Vi mỉm cười nhanh chân bước đến chỗ nó Cô chủ động lấy một viên kẹo nhỏ Trong túi ra đưa cho cô tí nói Tí Mời cho con kẹo nè Cô tí ngẩng đầu lên Vừa thấy kẹo liền vội vàng lấy ngay Rồi nó cúi đầu lia lia con cảm ơn mợ Lâu rồi con mới được ăn kẹo Vậy thì ăn đi Nhưng mà đừng có ăn nhiều quá kẹo sâu răng đấy Dạ Vi xoa đầu thằng cu tí Rồi ở lại chơi với nó thì một lúc Kể từ khi vào phụ tới giờ Cô ít khi gặp mẹ thằng tí Mỗi lần thấy nó Cô đều nhìn ngó xung quanh xem Có chị Lam đứng đây không Nhưng mỗi lần đều không có Có lẽ bởi chị Lam thường hay làm mấy công việc ở ngoài ở đây bận biểu đầu tắt mặt tối Mới xong Nên chuyện cô thường xuyên không gặp cũng rất dễ hiểu Chỉ là đôi khi Một chuyện gì đó diễn ra nhiều lần Khiến tâm trí đột nhiên băng khoăn Nghe đám hậu kể Chị Lam không phải dân ở đây Mà là người từ làng khác đến Nghe đầu chồng chị mất vì bệnh nặng Trong nhà mất đi người trụ cột Khó khăn quá Nên chị mới phải lặng lùi ra nơi khác Để kiếm sống May mắn mà xin vào được nhà phố hộ lại còn được mang theo con kể từ đó chị sống và làm ở đây cũng được rất nhiều năm vì tội nghiệp thằng cô tý mới có vài tuổi đã mất thầy chỉ còn mẹ nhưng ít ra nó vẫn may mắn hơn cô tuy cuộc sống chẳng khá giả mấy mà được mẹ yêu thương còn cô được sống trong một gia đình đầy đủ mà chưa bao giờ nhận được tình yêu thương ngồi cùng thằng tý được một lúc vì vừa định đứng dậy thì chị lam từ ngoài vườn vào Chị đi lại chỗ hai người đang ngồi, cúi đầu nói với cô. Mở mới xuống đây chơi ạ. À? Vi cười gật đầu. Dạ vâng. Em thấy cô tí ngồi một mình nên cũng chơi với nó một lúc, chị làm xong việc rồi sao? Dạ tôi cũng mới xong xuôi. Bây giờ tôi phải đưa cô tí đi thay đồ, nó chơi nãy giờ bẩn hết quần áo rồi, xin phép mợ nhé. Chị cứ đi đi. Dứt lời Vi quay sang xoa đầu thằng tí lần sau mợ sẽ chơi với con mợ hứa nhé ừ mau đi theo mẹ thay đồ đi con chào mợ thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu lệ phép rồi cùng với chị lam đi vào bên trong hai người họ đi rồi vi lại chẳng biết làm gì cô cứ quanh quẩn trên nhà lớn một hồi rồi quyết định đến chỗ cậu nói sáng nay thay vì nhờ người chợ đến cô chỉ hỏi đường rồi chủ động tự đi đến để không mất công lại có người nào đó nói cô là kẻ ham hư danh. Rồi gọi phủ đi dọc theo con đường lặng, đi thẳng hướng đi theo sự chỉ dẫn của người làm khi nãy. Đôi chân rạo bước nhanh nhẹn, Nào ngờ đột ngột dừng lại bởi người đang đi phía trước. Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn một lần nữa thì nhận ra không ai khác mà là mẹ mình. Vội vàng đến gần chỗ bà, cô mở lời hỏi han. "Mẹ Mẹ có việc gì mà sang tận đây thế? Sao con không thấy ai đi cùng mẹ? Bà Tư thở dài mấy hơi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Sau một đoạn đường dài, bà đặt tay lên ngực, khẽ vuốt ve. Vi vội đỡ bà đến một gốc cây gần đó, rồi đưa cho bà bình nước mà mình cầm theo. Mẹ uống ngậm nước đi cho đỡ khác. Bà Tư thẳng từng lấy bình nước từ tay Vi, rồi uống một hơi gần hết nửa bình được ngậm nước vào miệng, Bà kha kha vài tiếng. Mày mà gặp mày ở đây, không là tao phải đi đến tận chỗ phủ. Đi đến tận phủ làm gì? Mày tìm con có chuyện gì sao? Dĩ nhiên, có chuyện mới tìm mày chứ. Mày đi một mình sao? Không, tao đi cùng với một đứa hầu. Mà khi nãy tao sai nó đi mua đồ rồi, chắc tí nữa nó về giờ đấy. Giọng điều bà Tư cọc càng khó nghe, hệt như thể luôn có hiểm khích. Ngay cả thái độ cũng rất khó chịu. Cô vốn đã quen với việc này, nên chẳng mấy để tâm. Vi gật đầu vài cái xem như đã hiểu, rồi cô hỏi lại chuyện bà. Mẹ sang đây tìm con có chuyện gì chứ? Mày cho tao ít tiền, để mua cho em mày vài món đồ. Dạo này thầy làm ăn thất bát quá, chỉ đủ ăn trong nhà. Mà em mày lại càng ngày càng lớn, cần mấy thứ đấy để làm trên huyện mày giúp em nói chút đi tiền ấy à khoảng bao nhiêu mẹ tầm một trăm đồng bạc gì đó mẹ nói sao cơ một trăm đồng bạc số tiền nhiều như vậy con lấy đâu ra gương mặt vi nhăn lại đầu óc mơ hồ khi nghe bà tư nói cần một trăm đồng bạc để mua đồ cho em trai một trăm đồng bạc đối với cô là một số tiền lớn cô biết phải kiếm đâu ra để đưa cho bà ấy sau khi gã vào vụ phú hộ mọi thứ trong phủ hay những thứ mà cô có chỉ là do cậu cho cô cũng chẳng làm lụng hay kiếm tiền bên ngoài thì làm sao có ngay số tiền đó để đưa vì nén tiếng thở dài cô cố gắng hết sức bình tĩnh giải thích cho mẹ hiểu mẹ ơi số tiền lớn như vậy con không thể có ngay được đâu với lại thằng bảo nhà mình nó lớn rồi nó có thể tự kiếm tiền Sao cứ phải phụ thuộc vào thầy mẹ thế Mày đang cãi tao sao Không phải cô chỉ đang Không cái gì mà không Tao đã phải mai mối cho mày Một nhà chồng tốt Giàu có nhất cái vùng này Bây giờ em mày khó khăn Tao chỉ nhờ mày giúp nó một chút tiền cũng không được Hay là mày làm dâu phú hộ rồi Cao sang rồi Nên cũng không coi thầy mẹ ra gì Mẹ à Con không hề có ý đó con không khinh thường ai cả Thôi 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 Đừng có giải thích Nghe mày trả lời như vậy tao biết lòng dạ mày thế nào Con Vị cứng hồng Không nói được tiếng nào Bởi dù có cố giải thích ra sao Thì bà Tư cũng vặn vẹo lời cô Thành một ý khác Những ngày tháng về nhà phú hộ Làm dâu của cô cũng chẳng sung sướng Như bà tưởng Ở nơi lạnh lẽo ấy chỉ có một mình cầu thương cô Mọi người đối xử với cô bên ngoài thì niềm nở vui vẻ nhưng sau lưng lại âm thầm chỉ chết ngay cả mẹ chồng cũng rất khinh thường sau khi được gả đi bà tư chưa một lần gửi một lá thư hay đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô cuộc sống mới bên nhà chồng có ổn không lúc thấy bà cô đã mừng rỡ trong lòng tưởng rằng bà đến thăm con gái nào ngờ bà tới để moi tiền cô chăm lo cho đứa con trai đã trưởng thành của bà chẳng lẽ một câu hỏi hang khó đến thế sao cô cũng là con ruột cơ mà cùng một mẹ sinh ra sao lại có đứa thương đứa ghét đôi mắt vì đỏ hoe trực trào như sắp khóc cô hít một hơi thật sâu sống mũi cay xẹ nhưng vẫn gắn gượng để nhỏ tiếng mẹ con không có số tiền lớn như vậy để đưa cho mẹ đâu xin mẹ đừng có làm khó con mày không có nhưng chồng mày có một trăm đồng bạc đối với cậu trí có là gì chứ cậu ta có hẳn mấy cái cửa hàng trên huyện kìa lo thiếu gì tiền Mẹ, đó không phải là tiền do con làm ra Sao con có thể mở miệng xin cậu được chứ Của chồng công vợ Huống chi cậu trí yêu thương mày Mày chỉ cần nịnh cậu vài câu Có gì khó khăn Mẹ, con Không có nói nhiều nữa Chẳng lẽ có mỗi việc mở miệng ra xin mày Mày cũng không làm được cho em trai mày Mày làm chị kiểu gì thế Lý lẽ vô căn cứ cái cuồng của bà tư khiến vì không thể nói thậm chí còn chẳng kịp mở miệng ra từ đằng xa giọng nói quen thuộc của cái đa người làm trong phủ lại vang lên bà ơi con về rồi bà tư quay đầu lại vẫy tay ra hiệu cho nó cái đa nhanh chóng chạy tới nó cúi đầu chào bà và cô sau đó mới đưa cho bà món đồ bà dặn mua con mua đồ bà dặn rồi đây giỏi đúng đồ tao cần Bây giờ chúng ta đi đâu nữa hả bà? Mày đợi tao chút. Bà chuyển ánh nhìn về phía cô, găng giọng nhắc nhở. Mày làm thế nào thì làm. Ba ngày nữa phải có đủ 100 đồng đưa cho tao. Không có thì đừng có nhìn mặt tao với thầy mày. Đa, đi về thôi. Dạ thứ ba, con chào mợ con đi. Cây đà cúi đầu kính cẩn, đỡ bà Tư về hướng ngược lại vì đứng chôn chân tại chỗ. Đứng nhìn ngậm ngùi, dõi theo bóng hình bà. Từ khóe mắt chạy xuống hai dòng nước mắt, vài tiếng sụt xịt nhỏ vang lên. Bà Tư đã làm đến mức này, cô không thể không nghe theo. Nhưng cô biết đào đâu ra số tiền lớn như thế. Đâu phải cứ lấy chồng giàu có, là cả đời được nhờ vả sung sướng. Đứng thu mình ở một góc, vị trấn tịnh bản thân, tới khi ổn hoàn toàn, cô mới đi tiếp. Cô không muốn để cậu thấy cô lúc tồi tệ. Những ngày qua cậu đã quá vất vả. Bây giờ cậu phải nghe thêm những điều tiêu cực từ cô sẽ khiến cậu thêm nặng đầu. Đi thêm được một đoạn khá xa, cuối cùng Vi cũng đã dừng chân. Cô ngẩng đầu lên nhìn, xác định lại một lần nữa. Chỗ này rất giống với những gì người hầu đã miêu tả. Cô đi vào bên trong. Ở đây giống một nơi chứa tất cả các loài hàng hóa để bán. Số người làm việc ở đây khá đông, chắc phải hơn hẳn số người ở ngoài ruộng vì hỏi vài người đang làm phòng của cậu họ nhiệt tình chỉ dẫn cho cô cô cứ làm theo những lời đó mà đi thẳng xuống phía cuối đứng trước phòng cô đưa tay gõ cửa ba cái sau một hồi im lặng không có tiếng người đáp cô vẫn kiên nhẫn gõ thêm vài cái nhưng lần nào cũng không có ai trả lời lấy làm là cô mới đẩy cửa bước vào hóa ra cậu không có ở đây có lẽ cậu đang ở bên ngoài để kiểm hàng hóa vì bước vào trong tìm cho mình một chỗ đợi cậu về những thứ được sắp xếp trên bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô chậm rãi tiến đến vì nhận ra trên mặt bàn có vài bộ quần áo màu đỏ cái đầu tiên là bộ quần áo được tìm thấy trong kho thóc cái thứ hai là chiếc áo đỏ đêm qua bà huệ đã đem phước đi chắc hẳn cậu đã bí mật mang nó đến đây đêm qua lúc cô hỏi cậu còn lưỡng lự chưa đưa ra được câu trả lời bây giờ thì cô đã hiểu rõ cậu đang âm thầm điều tra những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phủ gần đây vừa phải lo việc làm ăn ở bên ngoài vừa phải lo chuyện trong nhà cậu thất bật vất vả cô đã không thể giúp được gì thì cũng không nên trở thành gánh nặng nỗi khổ riêng của cô cô phải tự mình giải quyết cô đưa tay chạm vào bộ quần áo trên bàn Ngón tay lướt nhẹ qua, liền cảm thấy chất liệu vải mây không giống với loại vải mà cô từng chạm qua. Nhà cô chủ yếu mua bán và làm vải, nên cô cũng học được chút ít. Loại vải màu đỏ, mây thành áo này rất đặc biệt, không hề sử dụng những loại vải thường thấy ở mấy tiệm mây ở đây hay trên huyện. Ngạc nổi cô lại không nhớ, đã từng thấy loại vải này ở đâu. Cánh cửa phòng mở ra, cậu trí từ bên ngoài bước vào, Thấy Vi đang đứng trước bàn làm việc Cậu chủ động đi tới Ôm chầm lấy cô từ phía sau Cậu khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cô Em đến thăm tôi sao? Tại em nhớ cậu quá nên mới đến Nhớ tôi, nhớ nhiều không? Nhiều, rất nhiều Cậu vui sướng trong lòng Cảm giác được vợ nhớ mong từng giây từng phút Hạnh phúc tới nỗi không thể nào tả được Cậu chỉ muốn ôm cô thật chặt Mãi như thế nhưng đây là nơi nhiều người làm việc ra vào cô nhất định sẽ không cho phép suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu cậu liền trở thành sự thật cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi xoay người đối diện với cậu ở chỗ này cậu không được làm những chuyện xấu đó tôi biết chứ phải đợi về nhà về nhà được chưa cậu nhớ được thì tốt cô mỉm cười vui vẻ đáp còn cậu thì thở dài ngao ngán đầy bất lực lúc này cậu chỉ ước hiện giờ nơi mà cậu đang đứng là nhà đáng tiếc ước mơ chỉ mãi là mơ ước em đi đường có mệt không chẳng phải tôi đã nói kệ mấy đứa hầu đưa em đến sao đường đi cũng không xa lắm em thích đi bộ hơn với lại tự mình đi thì nhớ đường lâu hơn sau này em sẽ thường xuyên đến chỗ cậu em càng ngày càng giỏi lấy lòng người khác đấy em chỉ lấy lòng cậu thôi cậu mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô định hỏi thăm vài câu nữa mà chợt nhận ra sắc mặt cô không được tốt bây giờ nhìn kỹ lại hình như lông mi vẫn còn ướt thái độ cũng không vui vẻ như lúc sáng trước khi cậu đi cậu sốt sắng hỏi vi em sao vậy có phải em vừa mới khóc không đã có chuyện gì xảy ra với em em không có chắc là cậu nhìn nhầm rồi đấy em vẫn bình thường thôi Hai mắt em đỏ ứng thế này Mà bảo là bình thường sao Em lại giấu tôi chuyện gì đúng không Em không có Khi nãy đi đường bụi bay vào mắt Nên mới như vậy Cậu đừng lo lắng quá Vi gượng gạo vội vàng giải thích Trước khi đến đây Cô đã cố che giấu mọi thứ thật kỹ Vậy mà vẫn bị cậu phát hiện ra Những chuyện riêng của cô Cô không muốn cậu biết Sợ cậu sẽ lại lo lắng rồi đau đầu thêm Công việc xưa cậu chất chồng như núi Cô không thể tiếp tục trở thành gánh nặng Cậu trí nhiều mắt nhìn Vi Cậu biết chắc cô đang có chuyện giấu giếm Nhưng lại không dám nói thẳng với cậu Trong lòng cậu lo lắng Muốn hỏi cho rõ Chỉ sợ càng hỏi cô lại càng tránh né Để bầu không khí bớt căng thẳng Cũng như quên đi những chuyện không đâu Vi khẽ ôm lấy tay cậu cười nói Em có mang cơm đến đây Em dọn ra giúp cậu nhé Cậu trí xoa nhẹ má cô gật đầu Vi nhanh nhẹn bày biện đồ ăn trên mặt bàn Sờ vào vẫn còn hơi ấm Dù đi một quãng đường xa Cũng không bị ngùi lạnh Cô vừa dọn xong Cậu liền ngồi xuống ghế Một tay cậu kéo cô lại gần mình Ôm chặt lấy cô Em ngồi xuống cùng ăn với tôi Lát nữa em về phủ ăn sau cũng được Cậu ăn trước để lấy sức làm việc đi Ăn cùng tôi Cậu trí đột ngột gần giọng Sắc mặt khó chịu lắm vì không muốn làm trái ý cậu, liền ngoan ngoãn dùng cơm. Cậu gấp cho cô rất nhiều thức ăn, đồ ăn trong bát sắp dâng đến tận mặt. Cô hỏi thì cậu lại bảo cô phải ăn như vậy mới tốt. Dạo này sức khỏe cô không được như trước. Bữa ăn diễn ra trong thầm lặng, đến gần cuối bữa vì mới mở lời bắt chuyện. Cậu mấy bộ quần áo đỏ tìm thấy cậu đều mang chúng tới đây sao? cầu trí nhìn theo ánh mắt của vi dừng lại trước những bộ quần áo đỏ trên bàn câu gật đầu nói thầy không thích nhìn thấy chúng nên tôi đem tới đây để tiện xem xét khi nãy em có sợ thử chúng em thấy chất vải may bộ quần áo đó lạ lắm hình như không phải vải ở đây đâu gương mặt cầu trí tỏ rõ vẻ ngạc nhiên ngay cả trong ngữ điệu cũng không giấu nổi sự bất ngờ em biết về vải sao Dạ, thầy em có buôn bán vải nên em có biết đôi chút. Loại vải này không có ở đây, trên huyện thì hiếm khi gặp. Vậy em có nhớ chỗ nào trên huyện bán loại vải này không? Vi trầm tư suy nghĩ một lúc. Khi nãy chạm vào vải cô đã cố gắng nhớ, mà nhớ không ra. Hiện giờ cậu đang rất cần câu trả lời của cô, cô lại ép mình nhớ một lần nữa. Được khoảng chừng một lúc, vì chỉ mới nhớ ra vài thứ, cô ngập ngừng nói em không rõ lúc trước em theo phụ thầy lên huyện thỉnh thoảng mới thấy một người mà người đó chỉ dừng lại một lúc rồi đi mất nên em không biết thế sao nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu cô cúi đầu hắn giọng em xin lỗi xin lỗi vì chuyện gì tại em chẳng giữ được chuyện gì nhưng mà em sẽ tìm người bán đó giúp cậu vì tự trách bản thân vì chẳng thể cho cậu những thông tin hữu ích Chỉ tại Trí nhớ cô quá kém Dù có cố gắng đến thế nào Thì vẫn không thể nhớ ra đuổi Nhưng nếu gặp lại Cô chắc chắn sẽ biết người bán hàng đó Cậu Trí mỉm cười nhẹ nhàng Kéo Phi vào lòng Khẽ hôn lên môi cô Em không cần tự trách mình Nhớ được như vậy là tốt Nhờ có em Tôi biết có người bán loại vải đó Em không làm gì sai Em không cần phải xin lỗi «Nhưng... em không nghe lời tôi sao?» Vi ngừng lại đôi chút rồi không nói thêm. Cô tự đầu vào ngực cậu, yên lặng trong vòng tay. Những điều xảy ra xung quanh khiến cô mệt mỏi, tâm trí lúc nào cũng lo nghĩ bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Vậy nên khi thấy nét mặt thất vọng ấy, cô lại tự trách chính bản thân. Cậu nhìn xuống, âm thầm quan sát ngay khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô cậu đã đoán ra cô vừa gặp chuyện không vui nhưng vợ cậu cứng đầu bất kỳ điều gì khó chịu đều giữ trong lòng không chia sẻ với cậu cậu không buồn vì điều đó cậu chỉ sợ cô cứ một mình chịu đựng như vậy rồi ảnh hưởng đến tâm trạng bàn tay cậu khẽ chạm vào gương mặt cô nhẹ nhàng nâng cầm lên đối diện cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen dịu dàng hỏi han em nói thật cho tôi nghe Trước khi đến đây đã có chuyện gì xảy ra Không có Em nói dối Không có thật mà cậu Em chỉ hơi mệt nên mới như vậy thôi Vì ôm chặt lấy cậu Chớp mũi cà nhà vào ngực áo Cảm nhận được mùi hương Hơi thở ấm nóng khẽ phà lên lớp áo Truyền đến hơi ấm Cậu đừng nghĩ nhiều Em không sao cả Em nghỉ ngơi cho tốt Dạo này em gầy đi nhiều quá Vâng chỉ cần cậu không bận tâm hay muộn phiền bất kỳ điều gì về cô cô nhất định sẽ giấu những chuyện buồn đi cô không cảm thấy thiệt thòi khi phải chịu đựng mọi thứ vì ở lại cùng với cậu thêm một lúc lâu mới quay trở về phủ suốt một quãng đường dài cô không nghĩ ngợi nhiều mà để cho đầu óc thông suốt cứ chìm đắm mãi trong những điều tiêu cực càng khiến cho cô thêm mệt mỏi vừa đặt chân vào phủ vì đã vội vàng đi vào phòng Sáng nay cô có lời qua tiếng lại với bà Huệ Nên rất ngại phải chạm mặt Rồi cả mấy người hầu trong phủ Cô không muốn cứ phải giả vợ tươi cười trước mặt họ Ở trong phòng một mình Vi lặng lẽ lấy ra từ trong hộp tủ Một chiếc hộp gỗ nhỏ Cẩn thận mở ra xem Bên trong đựng một chiếc nhẫn vàng nhỏ Và một cái vòng tay bằng ngọc Đây đều là những thứ trước kia Cô tích cóp để mua được bằng tiền Sau khi gã đi cô cũng đã âm thầm mang theo để phòng thân. Không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến. Hôm nay mẹ cô nói về chuyện đưa tiền cho em trai quyết liệt như vậy. Cô không thể làm ngơ. Nhưng để ngửa tay xin tiền cậu, cô không làm được. Dù gì cũng là tiền mà cậu cực khổ ngày đêm mới có. Chứ đâu phải tự nhiên, ở trên trời rơi xuống. Tiền nhà chồng đem về nhà đẻ. Bà Huệ bà biết chuyện, hẳn sẽ thành kiến với cô hơn có được chút vốn riêng tích góp từ trước. Vì định khi nào lên huyện thì đem bán số trang sức này lấy tiền. Tuy rằng không đủ số tiền mà mẹ yêu cầu, nhưng ít nhất cũng phải hơn một nửa số tiền. Vi khẽ thở dài một tiếng, bởi đây là cách duy nhất mà cô nghĩ ra. Của hồi môn ngày cưới cô vẫn cất giữ kỹ lưỡng không đồng đến. Cô chỉ có thể đưa cho mẹ những thứ của mình. Mong sao sau lần này bà sẽ không đến đòi hỏi chuyện tiền bạc. Nhớ lại lúc gặp mẹ trên đường, cô đã hy vọng rất nhiều, mong chờ một câu hỏi hang từ mẹ. Thế nhưng, người mà mẹ luôn nghĩ đến chỉ có đứa em trai của cô. Càng nghĩ càng tuổi thân, cô cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Bao nhiêu năm qua đã như vậy, để thay đổi suy nghĩ một người là điều rất khó. Số trang sức trên tay, coi như là điều cuối cùng cô làm giúp cho đứa em lùi nhát, bất tại. Vì cẩn thận để trang sức vào một chiếc túi, Đợi ngày mai mang ra chợ bán Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Cô nằm nghỉ trên giường một lúc Giữa chiều Thì tỉnh dậy xuống bếp làm vài chuyện lạc vặt Người làm trong phủ chia đều công việc cho nhau Mỗi người làm một nơi Trên bếp lát đá có vài người Không ồn ào như buổi sớm Vì tiến đến bàn bếp Định bụng sẽ chuẩn bị nguyên liệu để tối nấu bữa thật ngon. Nào ngờ vừa mới động tay vào đồ, mận từ bên ngoài bước vào sắc mặt của cô ta không được vui cho lắm, giống như vừa mới gặp chuyện gì khó chịu. tuy trong lòng có chút thắc mắc, nhưng vi cũng không để tâm. càng chú ý đến cô ta thì càng rước phiền phức vào thân. cô lơ mơ, coi mận là không khí để chuyên tâm vào chuyện của mình. mận bực bội quanh tay trước ngực một lúc lâu. khi nãy bên ngoài cãi nhau với mấy đứa hầu khác nên tâm trạng của cô ta không tốt. Chuyện cãi nhau cũng chẳng vì ai làm nhiều hơn ai, ai làm ít hơn ai. Chuyện chính là bởi vì Mận muốn lên mặt với người khác, mà ngạc nổi thân phận cô ta hiện tại lại không hơn ai. Nhớ lại chỉ khiến cho Mận thêm bực tức. Trong lòng cô ta bước bối, muốn tìm một ai đó để xả. Ánh mắt Mận nhìn về phía Vi, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mận bước gần đến chỗ Vi đang đứng, mỗi lần cô ta bước tới, vì đều tránh rất nhẹ nhàng Biết rõ vì không muốn tiếp chuyện Mận vẫn cố ý mở lời bằng dòng điều khó nghe Mời đang chuẩn bị cơm tối cho cầu sao Mời đúng thật là rất chủ đáo đó Đáp lại mận là sự im lặng Vì vợ như không nghe thấy Đôi bàn tay vẫn tiếp tục làm trên bếp Mận nhếch mép cười khẩy Cô ta cảm thấy bị khinh thường Ngược lại còn tiếp tục khiêu khích Nấu ăn cho cậu thì cũng tốt đấy như được mấy bữa đây Sắp tới cậu có ăn cơm của mợ nữa không? Có khi cậu quên mợ luôn rồi cũng nên Mà thôi, coi như đây là lần cuối mợ được nấu cơm cho cậu Những lời mợ nói thực sự khiến vì phải suy nghĩ Cô đã cố không để tâm Nhưng càng nhịn tìm mợ càng làm quá Hơi nữa câu nói khi nãy của cô ta Là không nên nói ra Dừng lại hành động đang làm Vì quay người đối diện với mợ Cô giữ bình tĩnh, hắn giọng hỏi. Mận, cô biết mình đang nói gì không? Cô ăn bậy được chứ không được nói bậy đâu. Tôi có nói gì sai đâu. Không biết chừng mấy hôm nữa cậu cưới vợ mới đấy. Đến lúc đó cậu không thèm mấy món mợ làm đâu. Cô tôi đi. Từ nãy tới giờ tôi nhịn cô nhiều rồi đấy. Tôi đã làm gì sai với cô mà từ khi tôi về đây làm dâu, cô luôn gây khó dễ như vậy chứ. Mận nhớ mày, ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn. Cô ta bước thêm một bước, sát chỗ vi, ngữ điệu thì thầm nhưng cũng không kém phần đe dọa. Cái sai của cô là cô làm vợ cậu, danh phận đó không thuộc về cô. Cô... Vì sửng sờ khi nghe những lời mận nói, danh phận mà cô ta nhắc đến có phải là cái danh vợ cậu hay không? Ở nghĩ trong lời của cô ta là gì đây? Vì sao danh phận ấy không thuộc về cô? Vì cứ loay hoay cùng với suy nghĩ vấn vương trong đầu, cô rối bời nhất thời không làm được gì khác. Đây không phải là điều mà một người em nên nói với chị dâu. Cậu từng nói Mận là em gái cậu, em gái cùng cha khác mẹ. Vậy cớ sao Mận lại không muốn cô làm vợ cậu? Là do trong lòng Mận cảm thấy người con gái khác xứng đáng làm chị dâu hơn cô? Hay thực sự là một điều khác? Mận nhìn chầm chầm Vi, không rời. Thái độ căm phẫn thể hiện rõ trên gương mặt. Thậm chí đầu đó trong ánh mắt Còn chứa đựng sự ghen ghét Cô ta khẽ vỗ nhẹ vào vai Vi mấy cái Giọng điệu bỗng chốc trở nên ngọt ngào hơn Giữ chồng cho cẩn thận nhé Coi chừng mất Tới lúc mất rồi không lấy lại được đâu Vừa dứt lời mận quay người rời đi Để Mặc Vi đứng đó với biết bao nhiêu cảm xúc khó tả Vi thẫn thờ đứng dõi theo bóng lưng mận Đến khi cô ta quất dần sau cánh cửa Cô thấy mận không được bình thường Đặc biệt là tình cảm mà cô ta dành cho cậu Nó không giống là tình cảm gia đình Tình cảm anh em ruột thịt Nó là một điều gì đó rất khó hiểu Suy nghĩ một lúc Vì liền quay trở về công việc đang dang dở Tuy rằng trong lòng vẫn còn bận tâm Nhưng cô không thể cứ để nó mãi quẩn quanh trong đầu Vì làm việc ở bếp đến tận chiều muộn Cơm canh đã nấu xong Ngạc nổi chẳng có ai xuống nhà dùng cơm. Không khí ảm đạm vẫn luôn không thay đổi. Vẫn giống với lúc cô còn ở bên ngoài Cô luôn phải ăn cơm một mình Nhìn mâm cơm lạnh tanh Thiếu vắng bóng người Không thể nuốt trôi Cậu từng hứa sau khi công việc ổn tỏa Sẽ cùng với cô ăn một bữa cơm Nhưng lời hứa ấy Lâu được thực hiện quá Vẫn như mọi khi Cô lủi thủi ăn cơm một mình Rồi lại trở về phòng riêng Quay lưng bước vào chừng được vài bước Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa Vi lại lưỡng thượng đi ra Thằng bậu đứng bên ngoài cô ngạc nhiên Bậu Anh đến tìm tôi có việc gì thế Mà cậu đâu Dạ cậu sắp về rồi thưa mợ Có người gửi lá thư này đưa cho mợ Thư Cho tôi sao Dạ phải Vì cho mày có hiểu cầm lấy lá thư Từ tay thằng bậu Cảm ơn anh Dạ không có gì Con xin phép xuống nhà Cô gật đầu đáp lại rồi cũng cẩn thận đóng cửa sau khi thằng bậu đi. Ngồi xuống giường, Vi cẩn thận mở lá thư ra. Bên trong là dòng chữ được viết bằng mực đen, nguyệt ngoạc, giống như người gửi đã miễn cưỡng viết nó. Không cần phải gửi tiền cho mẹ nữa, mẹ có đủ tiền rồi. Lá thư này là mẹ gửi cho cô. Đọc xong dòng chữ viết trên giấy, Vi liền thắc mắc. Mới sáng nay mẹ cương quyết muốn cô đưa tiền Thế mà bây giờ lại gửi thư bảo không cần nữa Chẳng lẽ em trai cô không cần đến tiền Hay mẹ đã lấy được tiền từ người khác Nghĩ tới chuyện mẹ lấy được tiền từ người khác Cô lại nhớ tới cậu Cô nghi ngờ mẹ đã tự ý đến gặp cậu để xin Sáng nay lúc cô chưa chịu đồng ý đưa tiền cho mẹ Bà đã nói cô đến nhờ cậu giúp Có khi nào mẹ không tin tưởng cô Mà tới chỗ cậu hay không Bên ngoài cửa vang lên tiếng động Vi vội vàng đứng dậy cất đi lá thư Cậu Trí đẩy cửa bước vào Thu gọn trong tầm mắt Là bóng dáng nhỏ bé Đang loay hoay cất đồ Cậu không nhìn được liền vội vàng bước tới Ôm chầm lấy cô từ phía sau Vợ tôi về rồi đây Tôi nhớ em lắm Cậu mới về chắc đói lắm phải không Em xuống bếp Mang cơm lên cho cậu nhé Cậu giữ chặt cô lại bằng một cái ôm tựa cầm vào đôi vai gầy cậu mệt nhọc nói tôi chưa muốn ăn cơm bây giờ em ở cùng với tôi một lúc đi nhưng không ăn sẽ không có sức cậu đã làm việc vất vả cả ngày rồi còn gì ăn cơm xong em vẫn ở bên cậu mà tôi không thích để một lát nữa đi cậu đúng là cứng đầu cô đánh nhẹ vào người cậu mấy cái trách móc làm việc vất vả cả ngày thế rồi vẫn cứ cương quyết không chịu ăn uống đầy đủ. Tới lúc khuyên vũ thì lại cố chấp làm theo ý mình, cô cũng chịu cậu luôn. Bỗng nhiên cảm nhận được sự lành lẽo truyền đến, cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đến khi cô nhìn xuống, chỉ cáo trên người đã bị kéo tuột xuống một nửa. Cậu ơi, bây giờ chưa phải lúc, cậu còn chưa ăn cơm. Tôi ăn cái khác thay cơm được mà. Cậu! Tôi xin lỗi cậu vội vàng dừng lại hành động đang làm thái độ có chút gượng gạo cậu lại đi quá giới hạn một lần nữa buông tay khỏi người cô cậu chủ động lùi về phía sau vài bước bàn tay đưa lên gãi nhẹ đầu cậu cười cười nói khi nãy em nói cơm để dưới nhà đúng không bây giờ tôi xuống ăn em nghỉ ngơi đi cậu khoan đã có chuyện gì sao em có chuyện gì muốn hỏi cậu em nói đi có phải cậu đã đưa tiền cho mẹ em không cậu ngơ ngác hỏi cô cho tiền em nói gì tôi không hiểu cậu đừng nói dối em em biết cậu là người đã cho tiền mẹ em chuyện này cậu trí ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu phải là tôi đưa sao cậu lại đưa tiền cho mẹ em cậu biết cậu làm như vậy em khó xử lắm không có gì đâu mà khó xử tôi còn chưa hỏi tụi em tại sao lại dám giấu tôi chuyện mẹ em đến đòi tiền em đấy em cô lưỡng lự rồi thôi không tiếp tục chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì để nói ra cô cũng ngại khi kể với cậu để cậu biết chẳng khác nào ngầm nói thầy mẹ cô gả cô cho cậu chỉ vì tiền chiều nay khi cô về bởi vì lo lắng cho cô nên cậu đã tự mình làm rõ mọi chuyện, sau đó mới biết được mẹ cô đến tìm gặp cô để đòi tiền. chẳng trách sao lúc đưa cơm cho cậu đôi mắt cô đỏ hoe. ngày trước khi cưới cô về, cậu đã nói rõ với bên nhà gái có được cửa hàng trên huyện rồi không được phép làm phiền tới cô nữa. vậy mà họ vẫn cố ý đến gặp, thậm chí còn nói những lời khiến cô buồn. số tiền lần này cậu đưa cho họ coi như lần cuối cùng, cũng là để cảnh cáo họ không được tiếp tục làm càn cậu nhờ thằng bầu đưa thư của mẹ cô viết cho cô yên tâm thế mà chẳng hiểu sao thằng bầu đưa thư kiểu gì để cô phát hiện ra sự thật bây giờ người bị trách mắng lại là cậu cậu lại khiến cô không vui chậm rãi bước đến chỗ cô cậu xoa nhà tóc cô em đừng bận tâm chuyện này nữa dù gì tôi cũng đã đưa tiền cho mẹ em bà ấy sẽ không làm khó em nữa đâu nhưng cậu đưa cho mẹ em một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau em không muốn bị người ngoài nói là kẻ ăn bám là kẻ chỉ biết dựa dẫm vào chồng không làm được tích sự gì khác cô nghẹn ngào cuối cùng là không nhịn được bật khóc nức nở những lời bà huệ nói sáng nay bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí làm cô càng thêm tủi thân cô rất sợ cô sợ cái cảnh bị người ta nói ra nói vào sợ họ đàm tiếu rằng cô lấy cậu chỉ vì tiền chứ không phải vì tình yêu sợ cậu nghĩ cô là gánh nặng của mình cô thực sự rất sợ cậu mềm lòng đưa tiền cho mẹ một lần nữa thì chắc chắn sẽ có những lần sau cậu cứ tuần theo ý thầy mẹ cô thế nào họ cũng sẽ tìm cách làm tới rồi người ngoài nhìn vào biết được tìm mặt mũi danh dự cô để đâu mẹ cậu lại cho rằng cô bòn suốt tiền của chồng đem về cho nhà ngoại ngay từ đầu bà huệ đã có ác cảm với cô Nhớ bà phát hiện ra chuyện này chỉ càng thêm căm ghét cô thôi Cô chỉ muốn sống yên ổn cùng với cậu Nhưng mọi thứ thật không dễ dàng Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô Dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn Em không cần phải lo lắng Cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện này Tôi đã giải quyết mọi chuyện Em xui Như cậu không nên làm như thế Tiền cũng đã đưa Sau này sẽ không lắp lại Em yên tâm đi Cô hết cách Nhìn cậu đầy bất lực Cậu luôn như thế luôn âm thầm tự ý làm theo quyết định của bản thân mà không hỏi cô lấy một tiếng cậu nói đã hỏi quyết em xuôi nhưng đó chỉ là trước mắt đâu biết sẽ để lại hậu quả sau này thấy cô vẫn chưa ngừng khóc cô xuống nước cố gắng để dỗ dành thôi được rồi đừng khóc em càng khóc càng khiến cho tôi đau lòng đấy tại cậu tự ý làm mà không nói với em rồi 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 tất cả đều tại tôi Em muốn đánh muốn mắng thế nào Cũng được cả Chỉ cần em ngừng khóc Ngoan đừng khóc nữa Con người cô đẫm lệ Nhìn lên cậu một cái Từ lấy tay lau nước mắt Cô suột xịt vài cái nghiêm trọng Sau này cậu không được tự ý quyết định đấy Em cũng vậy Có chuyện gì cần phải nói với tôi Không được giấu giếm như hôm nay Em biết rồi, cậu cũng phải hứa. Tôi hứa, Tuy rằng có vài chuyện họ không thể thành thật nói ra với nhau Nhưng trong tâm trí mỗi người đều nghĩ tới người kia Suy cho cùng cũng là chỉ vì muốn người kia được vui vẻ Cô thấy cậu bận biểu công việc trong phủ Rồi ngoài cửa hàng Nên mới âm thầm tự giải quyết Không than vãn với cậu nửa câu Còn cậu vì thấy cô buồn mà không yên Nên tự ý thăm dò Tự ý tay cô Giải quyết mớ hỗn độn mà cô gặp phải Họ không phải là không hiểu ý nhau mà là chưa thể thẳng thừng nói ra những lời trong lòng mình. Kể thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Gái nhà nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.